Tạp đồ chương 601 Quà tặng Cô muốn ở lại đây Vâng Zara khẽ vâng một tiếng Nàng không dám ngẩng đầu Do dự một hồi mới nhẹ giọng nói Tây Sơn Vương tộc thực lực rất lớn Tuy bị thiệt hại nặng Nhưng chắc chắn vẫn còn một số người may mắn sống sót tôi là người vương tộc cuối cùng còn sót lại tôi nàng ngẩng đầu không tránh né ánh mắt nhìn thẳng của trần mộ trong tộc nếu không có cường giả trấn giữ ở đây suốt đời sẽ bị người khác chèn ép nàng giải thích tôi là vương tộc trần mộ tựa như nhìn thấy khuôn mặt bị thương tái nhợt nhưng quật cường đang ẩn dưới mặt nạ quỷ thần thái của nàng lúc này có vài phần kiêu ngạo vài phần kiên quyết hắn không biết nên nói cái gì trong lòng tựa như có trăm vị hỗn tạp không biết nên nói cái gì hắn chỉ có thể yên lặng đứng tại chỗ nhìn nàng hai năm vừa qua hai người dựa vào nhau mà sống ở trong bách quyên nguy hiểm tứ bề mà từng bước gian nàng chém giết mở đường máu tiến ra bọn họ cùng nhau nghỉ ngơi cùng nhau chiến đấu không chia lìa tuy chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng nhưng hắn lại có thể tín nhiệm nàng tuyệt đối trong trận chiến cùng hedilate chính nàng đã liều mạng chịu trọng thương chỉ để tranh thủ cho mình một cơ hội phản kích tâm tình trần mộ như được thanh tẩy một chút tâm tư tự nhiên bay tới chốn xa xăm lần đầu gặp nàng ở trong rừng đã thay đổi vận mệnh của mình cũng bởi vì nàng mà chính mình đã phải chịu rất nhiều thống khổ khó có thể chịu được chính mình thậm chí từng coi nàng như địch nhân nhưng mà vận mệnh thật là kỳ diệu nàng hiện tại lại trở thành một trong những người mà mình tin cậy nhất lựa chọn của nàng không sai trần mộ tự nói với lòng mình cũng như chính mình cuối cùng sẽ trở lại liên bang vô luận có bao nhiêu gian nguy đi nữa chính là vì cái gì mà mình lại cảm thấy khổ sở trần mộ lại thấy giọng nói của mình vững vàng bình thường như trước ừ vậy tôi tặng cô một món quà cuối thủ lĩnh quân đội cấp cao của mạc so tất cả đều bị tập trung lại bọn họ kính sợ nhìn gã trai đeo mặt nạ quỷ trước mắt cái chết của mạc so đã làm thay đổi toàn bộ thế cục của chiến trường không còn ai truy đuổi người hắc uyên chạy trốn bọn họ ngơ ngác đứng một chỗ đầu óc trống rỗng đám quân đội này vừa mới khoét trương cực lớn nên hỗn tạp thời điểm mà so còn sống thì không sao nhưng ai có thể nghĩ đến ở thời điểm mấu chốt mà so lại chết chỉ cần là người hơi có khả năng kiến giải đều rõ ràng sắp tới nhánh quân đội này sẽ có kết quả gì nhưng mà khi bọn họ còn chưa kịp có phản ứng tất cả sĩ quan cao cấp đều bị người thanh niên này tóm lấy không một ai dám chống lại mệnh lệnh của gã Trước đây, gã thanh niên thần bí này chẳng qua chỉ là một cường giả mạnh mẽ. Khi chính mắt họ nhìn thấy gã giết chết Hedley, lại thêm một cú bạo nổ kinh thiên động địa, địa vị của Trần Mộ trong lòng bọn họ lập tức trở nên không gì lay chuyển. Gã thanh niên này là người cường đại nhất Bách Quyền Phủ. Thời cơ Trần Mộ lựa chọn cũng vừa đúng lúc, đám sĩ quan này mới vừa bị chấn động mạnh, có người thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn. So với Sarah, trong chuyện này Trần Mộ thành thục hơn nhiều, hắn từng có kinh nghiệm quản lý cả một đạo quân. Lấy thế như sấm sét, đám quân đội như rắn mất đầu này bị hắn tóm lấy, Trần Mộ tự mình tỏa trấn, đem đám quân vốn cơ cấu đã xáo trộn này chỉnh đốn lại một lần nữa. Hắn còn tưởng phải giết bớt vài kẻ đứng đầu, không nghĩ tới do khiếp sợ thực lực khủng bố của Trần Mộ nên không một kẻ nào dám ho hè. Trong một thời gian cực ngắn, toàn bộ toán quân lập tức thay đổi hình dạng. Với thực lực của Zara, quản chế một cánh quân có lực lượng khổng lồ như thế có lẽ không đủ khả năng nhưng bởi nàng có thân phận vương tộc chính thống tôn quý nhất nên vẫn nhận được sự tôn kính và ủng hộ của tuyệt đại đa số. Huống hồ đáng quân chính thống của Mạc So sớm đã trở, đã bị Trần Mộ phân hóa nhổ sạch. Tin tức người Hắc Quyên bị đánh bại, Heliday cùng năm đại thủ lĩnh đều bị giết, Mạc So bỏ mình, Tây Sơn vương tộc một lần nữa quật khởi rất nhanh, truyền khắp toàn bộ Bách Quyên phủ, không một người nào dám vọng động, Tây Sơn Vương tộc năm xưa xưng bá ở Bách Quyên Phủ, tuy bị người Hắc Quyên đánh bại, nhưng con lạc đà còm còn hơn con ngựa béo. Mà sau khi bọn họ biết được, Heliday cũng không phải bị quần công đến chết, mà là chết trong tay một người, vậy nên không ai lại ở trong tình huống như có một vị cường giả tỏa trấn như vậy mà động thủ. Điều này cũng tạo cơ hội cho Zara. Ánh mắt của Zara hơi mỏi mệt, nhưng khó nén được tia sáng lấp lánh trong đó điều khiến trần mộ cảm thấy ngạc nhiên chính là trên mặt nàng thủy chung đeo mặt hoa mặt quỷ nhưng khi các chi nhánh tây sơn vương tộc còn sống sót từ khắp nơi tụ tập đến lại khóc lóc ngay khi nhìn thấy nàng không chút nghi ngờ thân phận trần mộ chính mắt nhìn thấy mấy ngày vừa rồi zara tất bật đến mức chân không chạm đất như thế nào tôi phải đi trần mộ nhẹ nhàng nói mấy ngày trước hắn còn hơi lo lắng về việc zara có thể quản lý được một lực lượng khổng lồ như vậy hay không nhưng giờ hắn đã yên lòng. Không phải là thảo dân như hắn, ra ra thật sự là người của vương tộc, từ nhỏ đã được dạy dỗ về chuyện này. Mà bây giờ trong đám thủ hạ lại càng ngày càng nhiều người trong họ tộc, không còn phải lo lắng chuyện không có người tin cậy để dùng nữa. Thân mình Zara ra khẽ rung lên. Mặt nạ hoa, mặt quỷ bao trùm trên mặt, khiến cho không một ai có thể nhìn được, nhưng ánh mắt của nàng, cặp mắt trong trẻo kia cũng không nhìn được mà toát ra vẻ ảm đạm sâu sắc. Chỗ đó rất nguy hiểm, tôi cũng biết vị trí đại khái. Zara cắn môi nói. Có vị trí đại khái là được, mất thêm chút thời gian là có thể tìm được. Trần Mộ thản nhiên nói, tựa như thấy không khí hơi nặng nề, hắn cười cười. Cô quản lý cho tốt, lần sau tôi đến Bách, Bách Nguyên Phủ sẽ phải gọi cô là nữ vương cơ đấy. Zara không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Trần Mộ. Khí thế quật cường trong ánh mắt ngày xưa biến mất không thấy, chỉ còn lại ôn nhu như mặt nước và thương cảm. Thấy nàng không nói lời nào, Trần Mộ cũng không biết nên nói cái gì, hai người lập tức cứ im lặng như vậy mà nhìn nhau. Qua hồi lâu, Zara ra đột nhiên hỏi: "Quay trở lại, thật sự phải đi khiêu chiến Đường Hàm phái?" Không hiểu vì sao, một cổ hào khí chợt dâng lên trong lòng Trần Mộ, hắn vặn mình cười nói: "Phải chiến chứ, trước sau gì cũng phải chiến." Trận chiến cùng Hediley chỉ diễn ra trong nháy mắt, một hai hiệp là đã chấm dứt mà hơi delay lại là chiến đấu khi thương thế chưa lành. Tuy có nhiều tiếc nuối nhưng trận chiến này có thể nói là ảnh hưởng lớn đối với Trần Mộ, nhất là về tâm lý, vì có tác dụng rất lớn. Lúc mới từ sâu trong bách Quyên đi ra, Trần Mộ tựa như một thanh bảo kiếm tuốt ra khỏi vỏ, hàng khí bức người, hoặc có thể nói như một con cự thú khát máu, sát khí tung hoành. Nhưng sau trận chiến cùng Hedilay, sát khí đầy người của Trần Mộ dần dần biến mất mà trở nên bình thản viên mãn Bây giờ hắn mới hiểu rõ được vì sao Sisa lại nói mình không bằng đường hàm phái. Hắn rốt cục đã có niềm tin rằng mình có thể cùng đường hàm phái chiến một trận. Nhìn thanh niên trước mắt ra ra ánh mắt phức tạp. Hơn hai năm ngày đêm không rời nhau, nàng từng cho là mình đối với hắn ta mười phần hiểu biết. Vậy mà hiện tại nàng bỗng dưng cảm thấy mình sao lại mà xa cách với người ấy như vậy. Đã có lúc nàng từng có quyết định nếu Trần Mộ giúp nàng báo thù nàng sẽ đi theo y cả đời. Nhưng rồi, tim như bị đau cắt, nàng lúc này mới phát hiện mình đã đánh giá thấp nỗi đau biết trước này mất rồi. Nàng ngẩng đầu, dưới lớp nạ hoa mặt quỷ, sắc mặt trắng như tờ giấy, khuôn mặt tái nhợt, bỗng hiện lên hai mảng hồng hồng, trong mắt toát ra vài phần xấu hổ, lớn mặt đến cực điểm, tiến tới ghé sát vào tai trần mộ. Đêm nay, hãy đến phòng em. Ở Bách Nguyên Phủ, không có nhiều khác biệt giữa đêm với ngày, chỉ là nhiệt độ không khí giảm xuống đột ngột. Ban đêm tại nơi hoang dã sẽ cực kỳ nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ bị cái lạnh đóng thành trụ băng. Đêm muộn, mặt phủ đầy một màn sương xám trắng, những vết máu màu hồng trên khuôn mặt trong bóng đêm giống như những anh hề yêu dị xấu xí. Gã đứng đó không nhúng nhích, tựa như một bức tượng, nhìn chầm chầm vào gian phòng mơ hồ ở chốn xa xa không biết qua bao lâu, thân thể của gã bắt đầu cử động. Khuôn mặt vẫn như cũ, không để lộ ra bất cứ tình cảm gì. Gã xoay người. Hiển nhiên là không một chút do dự, cho dù chỉ là trong ánh mắt. Gã cắm đầu về phía trước chạy như điên, không quay đầu lại. Sau lưng gã, ẩn sau cửa sổ căn phòng kia, khuôn mặt trắng ngần của Zara che miệng chờ mong. Tầm nhìn của nàng trong nháy mắt bị nước mắt làm nhòe đi. Rốt cuộc nhìn không tới bóng dáng quen thuộc kia nữa. Vì sao anh ấy lại không đến. Nàng tự như đã hiểu, nhưng vì cái gì mà cảm thấy được trong lòng như bị cắn nát. Trần mộ chạy như điên, không dùng khí lưu tạp, chỉ là đơn thuần dùng sức của hai chân điên cuồng mà chạy. Càng chạy càng nhanh, trong lòng ngực giống như có một đám lửa đang thiêu đốt, làm nghẹn tắt tiếng kêu mà hắn muốn gào thét. Gã không có phát hiện, phát ra bất cứ âm thanh nào, mồi miếm thật chặt. Duy nhất chỉ phát tiếc đó là tăng thêm sức lực. Tăng thêm sức lực mà chạy như điên, gió bên tai vù vù thổi cảnh vật hai bên nhanh chóng lui về phía sau bác neo ngồi ở trước bàn nhìn bản báo cáo vừa mới đưa tới tình hình phát triển của đông vệ ở liên bang gặp đôi chút trục trặc khoảng thời gian ba tháng càng lúc càng gần thời gian còn lại cho bọn họ cũng không nhiều tuy rất nhiều người đều tận lực khuyên trở lại liên bang chủ trì đại cuộc nhưng là bác neo trước sau vẫn kiên trì canh giữ căn cứ khe núi lớn quyết định này về chiến lược mà nói cũng không phải là dựa tối chọn tối ưu nhưng bác nêu vẫn khăng khăng bảo vệ nó ông có thể cảm nhận được sức ép của đối phương đang đến gần hằng ngày ông đều phái ra một lượng lớn tạp tu trinh sát để xác định vị trí của đối phương kết quả thu được chính là binh lực của đối phương vượt quá lực lượng đóng tại căn cứ khe núi lớn rất nhiều nhưng vô luận như thế nào bọn họ cũng không thể từ bỏ kính sông từ bỏ kính sông có nghĩa là đem quyền chủ động dâng cho đối phương Điều duy nhất hiện tại ông có thể làm chính là thủ vững, kiên trì đợi sau khi đông vệ dọn dẹp xong khu bình dân, phái người tới trợ giúp. Là một trong những chỉ huy thượng thẳng hiếm hoi tầm liên bang, bác Neo không lẽ chỉ đơn giản ngồi chờ chết? Tầng bụi rộng lớn tuy khiến bọn họ phải tăng cường lực lượng phòng thủ rất lớn, nhưng cũng đồng dạng cho bọn họ cực nhiều không gian hoạt động bác nêu một mặt tăng cường phòng thủ căn cứ mặt khác phái ra một lượng lớn các tiểu đội chuyên tập kích quấy phá nhằm vào liên quân của vực mohadi tiến hành quấy rối làm như vậy có thể khiến cho đối phương trong thời gian ngắn không thể phán đoán chính xác vị trí căn cứ dẫn đến có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn quân địch bị tiểu đội quấy nhiễu dẫn dắt tất nhiên chẳng có kết cục tốt đẹp gì nhưng sĩ quan chỉ huy của đối phương cũng không phải nhân viên bình thường gặp chiêu phá chiêu bọn họ phái ra một lượng lớn thám tử rải thành một tấm lưới lớn với hy vọng có thể đủ để tìm được quân chủ lực của địch nhân tầng bụi rộng lớn lúc này tựa như một cái thớt thật lớn ở trên đó các tiểu đội của hai bên bắt đầu chém giết cắt nổ cực kỳ thảm khốc cho đến hiện tại chiếm thượng phong vẫn là phía bắc nêu điều này có được gắn liền với việc thông tin thông suốt và định vị chính xác tiểu đội phá rối sau khi phát hiện địch nhân sẽ lặng lẽ triệu tập các tiểu đội khác ở xung quanh lập mai phục ở nơi nào gần đấy sau đó đội tập tù này sẽ dụ đối phương tiến vào vòng mai phục mà tiến hành phục kích nhưng đối phương binh lực thật sự rất hùng hậu với số lượng thương vong như vậy căn bản không thèm để ý ngược lại còn phái ra nhiều đội trinh sát hơn mà sau khi bị thiệt hại đối phương rõ ràng đã cẩn thận hơn rất nhiều không hề mắc mưu dễ dàng như trước sao lại lựa chọn chiến lược tiến chắc chiếm chắc cứ mỗi một khoảng nhất định lại thành lập một căn cứ. Tốc độ tiến của đối phương tuy đã chậm lại nhưng lại làm cho bác Nêu nhức đầu. Chương 602 Trong tầng bụi gặp địch Vực Mohadi Bang xê nhàn nhã chăm sóc qua cảnh trong vườn sau nhà. Sát khí ngày xưa giờ đã tiêu tan hết. Hắn bây giờ nhìn giống như người thường. Đại nhân, từ trong góc bóng tối bỗng nhiên vang lên một âm thanh Tần Bụi truyền đến tin tức, đại quân gặp khó khăn, bị tập tu bất minh công kích, thương vong khá lớn. Nhà Trevor và Su bị thương tổn nghiêm trọng nhất. Ờ. Ban C bỏ bình tưới nước xuống, thông thả hỏi. Tạp tu? Nói vậy là liên bang đã tới đó trước một bước rồi. Chuyện này thú vị đây. Vương thì sao? Gần đây có gì đặc biệt không? Vương nhìn chung cũng không có biểu hiện sốt ruột rất nhàn nhã đi chơi, thậm chí còn có thời gian chỉ đạo đầu bếp làm một loại gọi là bột thơm tẩm bề mặt. Vương tự hồ rất có hứng thú với đồ từ liên bang, vật tư thu được của địch quân, Vương đều tự thân xem qua. Bột thơm tẩm bề mặt. Ánh mắt của Bang C hơi giật một cái, rồi rất nhanh thản nhiên nói: "Tốt lắm, người đã có thể lui." Đứng ở trong sân, Bang C sắc mặt biến đổi không ngừng, một cơn gió thổi qua, phía sau lưng mát ngâm ngâm, hóa ra thế nào? mà lưng lại hoàn toàn ướt đẫm những lời về vương quy nói với hắn hắn vẫn luôn luôn nửa tin nửa ngờ cho nên sau khi trở về hắn lập tức bế môn không ra ở trong bóng tối ngầm điều tra chuyện này nhưng mà trước giờ vẫn không có gì tiến triển mãi cho đến hôm nay hắn rốt cục đã khẳng định lời quy đã nói là đúng vương đã bị người giả mạo bột thơm tẩm bề mặt người khác có lẽ không biết là cái gì nhưng ban c lúc ở liên bang đã may mắn ăn thử ấn tượng sâu sắc vương cho tới bây giờ chưa từng tới liên bang sứ giả của mạc doanh cũng là do hắn tiếp đãi vương căn bản không có khả năng biết đến cái gọi là bột thơm tẩm bề mặt càng không có khả năng biết cách làm của nó qua cơn u mê hắn dường như hạ quyết tâm dứt khoát hướng ra phía ngoài bước tới dưới bầu trời màu xám tro trần mộ cẩn thận đi dọc theo khe nứt trên lưng mang một bọc rất lớn khiến cho hắn nhìn như một con ốc sên chỉ là tốc độ của hắn so với ốc sên nhanh hơn nhiều lắm cảnh vật xung quanh hiển nhiên là đặc trưng của tầng bụi tĩnh mịch không sự sống bầu trời xám xịt không khí khô hạn những khe nứt thay đổi ngang dọc không ngừng nơi đây chính là tầng bụi khi vừa mới đi vào tầng bụi trần mộ trong lòng kích động vạn phần cứ qua một thời gian ngắn hắn lại dùng thiên lý để thử liên lạc với căn cứ khe núi lớn nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhận được hồi âm không cần nghĩ ngợi hắn cũng biết khoảng cách tới căn cứ khe núi lớn chắc chắn còn rất xa hắn bây giờ chỉ hy vọng hướng đi của mình không sai trong tầng bụi không có cách nào phân biệt phương hướng vẫn cứ mênh mông một mảnh vô số khe nước dưới lòng đất giống như một mê cung đường rẽ lan tràn khe nước lớn lớn nhỏ nhỏ giống như mạng nhện lần lượt thay đổi ngang dọc đồ mang theo trên lưng tất cả đều là lương khô mua ở bách nguyên phủ nó là một loại thực vật thân cũ có nhiệt lượng cực cao không biết đổi chất thể tích nhỏ ngoài một khuyết điểm là khẩu vị không ngon ra nó có đủ tất cả đặc điểm của lương khô chất lượng tốt dành cho giả ngoại trần mộ cũng không biết có thể mất bao nhiêu thời gian mới có thể tìm tới chỗ bọn bác neo cho nên mang theo lượng lương thực đủ để dùng trong 3 tháng về phần nước hắn lại càng không cần lo lắng một tấm tạp ngưng thủy là đủ để giải quyết vấn đề cho dù không khí tầng bụi vô cùng khô ráo hiệu suất của ngưng thủy tạp không cao nhưng nhu cầu dùng nước của hắn cũng không lớn dừng bước trần mộ lại kích hoạt thiên lý vẫn chưa có tín hiệu điều này làm cho hắn hơi thất vọng chẳng lẽ mình đi nhầm hướng điều này cũng rất có khả năng và đó là một vấn đề trí mạng một cơn gió thổi qua tay của trần mộ hơi giỏng lên trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng như điên có người hắn nghe được âm thanh của người phát ra khó mà ngăn ngăn chặn nỗi vui mừng như điên hắn không chút do dự hướng đầu gió mà chạy vừa nghĩ tới lập tức có thể gặp được bọn bác neo tâm tình của hắn không cách nào giữ được bình tĩnh tim đập thình thịch tình cảm kích động tràn ngập trong từng tế bào toàn thân. Âm thanh càng ngày càng gần, kích động trong lòng hắn cũng càng ngày càng nặng. Đã ở phía trước, tiếng nói truyền đến tai lúc này nghe rõ ràng vô cùng, nó phát ra khúc quanh của khe nứt phía trước. Tốc độ của hắn lại tăng thêm một phần, tựa như một tia chớp hướng khúc quanh phía trước xông tới. Ta ở đây, Trần Mộ mở miệng tính kêu lớn, nhưng con người của hắn chợt co lại. Lời đến bên miệng đột nhiên tắt nghẽn rồi nuốt xuống bụng có năm người vẻ mặt cảnh giác như nhau dọc theo khe nứt đi tuần vừa nhìn thấy trần mộ sắc mặt bọn họ đều ngay lập tức biến đổi lớn trong miệng quan quát kêu gào năm người đồng thời hướng về trần mộ đánh tới là vô tập lưu năm người vừa động thủ trần mộ đã nhìn ra manh mối mặt hắn chợt trầm xuống trong căn cứ khe núi lớn ngoài quy và tiểu bộ mặt không có người nào là vô tập lưu thuần tí những người này nói hắn nghe hoàn toàn không hiểu rõ ràng không phải tiếng liên bang Chẳng lẽ trong lòng hắn nổi lên một dự cảm xấu, sát ý trong lòng xuất hiện. Kỹ xảo vô tập lưu hắn hiểu rõ vô cùng, truyền thụ cho hắn là Quy, một vô tập lưu siêu hạng. Cho đến tận bây giờ Trần Mộ cũng vẫn cho rằng Quy là vô tập lưu mạnh nhất, có một không hai trên đời. Mấy năm gần đây ở sâu trong rừng, Nguyên Sinh, Bách Nguyên không ngừng chém giết rèn luyện, bây giờ ở phương diện vô tập lưu so với lúc trước quả là một trời một vực. Vũ khí lấy được trong rừng Bách Quyên Toàn bộ Trần Mộ đã để lại cho Zara, hắn một cái cũng không lưu lại, cũng không thấy hắn có động tác gì, thân hình chợt biến hóa, quỷ dị như khói. Năm người trước mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, vẻ yêu dị của mặt nạ quỷ Trần Mộ mang trên mặt vốn đã làm cho người ta sợ hãi, thêm bây giờ thân pháp quỷ mị như vậy, tất cả tràn đầy quỷ khí lại thêm hắn đã động sát khí, sát khí qua muôn ngàn lần thử thách, sắc bén như đao trong năm người có một người không chút do dự đột nhiên thối lui bốn người khác thì hướng trần mộ hung hãn đánh tới có ý chí trần mộ cũng không nén nổi lộ ra một chút tán thưởng năm người này đã đoán được bọn họ không phải là đối thủ của trần mộ nhanh chóng quyết định người quay đầu chạy trốn kia hẳn là trở về báo tin mà bốn người còn lại thì phụ trách chặn mình tạo cơ hội cho đồng đội đồng đội chạy thoát bốn người này xem ra đều thống nhất liều mạng tinh nhuệ chắc chắn là tinh nhuệ ứng biến gọn gàng ý chí hung hãn không sợ chết chỉ có đội ngũ tinh nhuệ mới có biểu hiện như vậy trong lòng thưởng thức nhưng trần mộ sát khí lại càng tăng lên trong tầng bụi xuất hiện một nhóm người như vậy hắn rất tự nhiên đã ngửi ra mùi vị nguy hiểm mặc dù còn không biết bọn bác neo bây giờ như thế nào nhưng mà cậu không hề nghi ngờ sự tồn tại của những người này tự nhiên tạo thành uy hiếp cho bọn họ sát ý trong lòng làm cho hắn không lựa chọn kỹ xảo tạp lưu đơn thuần vĩnh viễn chi dạ vũ sa y lặng yên được khởi động trở thành cao thủ vô tập lưu cực kỳ gian khổ ý chí cũng kiên định vô cùng nhưng ngay cả quy ly còn bại dưới vũ sa y đám vô tập lưu kém vài cái cấp bậc trước mặt làm sao không tránh khỏi cái chết lý trần mộ làm trung tâm giống như một hòn đá nhỏ ném vào mặt nước yên lặng từng gợn sóng chấn động vô hình nhộn nhạo lan ra chấn động làm mặt đất như tự nhiên trồm lên bốn thân hình đang khựng lại mặt đất hung ngoan tàn nhẫn đột nhiên xuất hiện quái dị khiến bọn họ ngỡ ngàng thân hình trần mộ như âm hồn nhẹ nhàng bay lượn qua lại giữa bốn người bay bốn thân hình mất khống chế tự như bốn bao cát bay ra bảy tám mét nặng nề đập xuống đất hơi thở ngừng hẳn bốn cái đầu ngẹo cổ bị gập khúc một cách kỳ dị gập vào giữa chính giữa kỳ dị nhất là bốn người đều giống nhau có vẻ mặt ngỡ ngàng dường như không có ai cảm nhận được sự đau đớn của cái chết trần mộ vẻ mặt lạnh lùng không một giây dừng lại thân hình lơ lửng lặng lẽ xoay người đuổi theo kẻ chạy về báo tin hắn muốn tìm hiểu đám người kia là ai vẻ mặt của trần mộ dần dần trở nên nghiêm trọng dọc đường hắn không ngừng gặp những đội ngũ mới trong vòng bốn giờ tổng số địch nhân hắn gặp dọc đường lên đến hơn hai trăm người những người này đều không ngoại lệ hướng đến chỗ đầu tiên hắn gặp năm người chạy đến rõ ràng là có ý tiếp viện nhưng những lực lượng trợ giúp này nửa đường chạy đều bị trần mộ chặn lại Hắn không một chút nương tay, tất cả đều là trực tiếp một đòn trí mạng ác hiểm nhất. Không ai có thể chống đỡ nổi một chiêu. Nếu vụ sa y là vật thật, chỉ sợ là đã sủng máu đỏ thẳm vô cùng. Nếu đơn thuần chỉ bằng kỹ xảo vô tập lưu, đối phó với đám người này sẽ tốn không biết bao nhiêu sức lực. Vô hình vô ảnh, ôn nhu như nước, vụ sa y hôm nay đã được Trần Mộ phát quy tới tận cùng. Hắn vẻ mặt càng lúc càng lạnh, trong lòng sát ý càng lúc càng cuộn trào mãnh liệt thực lực của những vô tập lưu này so với hắn mà nói thì không ra gì nhưng so với thực lực của hắn trước lúc rời khỏi khe căn khe núi lớn lại không kém trần mộ bắt đầu lo lắng cho bọn bác neo trong khu vực nhỏ hẹp thế này trong bốn giờ đã gặp hai trăm người như vậy có thể thấy số lượng địch nhân lên đến bao nhiêu nhưng hắn không bối rối chút nào ở bách quyên liên tục chém giết vài năm ý chí cứng rắn của hắn đã đạt tới tình trạng khó có thể tưởng tượng dọc đường gặp phải đội nào thì đội đó nhanh chóng bị thủ đoạn mạnh mẽ hung hãn của trần mộ tiêu diệt lúc này hắn như một cỗ máy giết người không biết mệt mỏi chuẩn xác vô cùng hờ hững thu vào tính mạng gã thông thả tiến lên phía trước đằng sau là sát người nằm lại ngổn ngang với những tư thế kỳ lạ không ngừng có người chạy như điên trở về để báo tin vừa bắt đầu đối mặt đều có những người phụ trách báo tin thoát ly chiến trường rồi rất nhanh những vô tập lưu này phát hiện chỉ cần quay người bỏ chạy là được trần mộ tha không giết Phát hiện ra điều này đã khiến cho tinh thần đối phương hạ thấp đột ngột. Số lượng quay đầu bỏ chạy càng lúc càng nhiều thêm. Đội quân chạy như điên phía trước càng lúc càng đông. Cảnh mấy trăm người chạy thoát thân náo nhiệt đến cực điểm, hình thành lên một màn cực kỳ quái dị. Một đám người chạy thoát thân như điên ở phía trước. Phía sau lẻ loi một người theo xa xa, tựa như một con sư tử nhàn hạ xua đuổi một đàn cừu. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đội ngũ ước chừng 200 người, cũng gần bằng đám quân đang chạy trốn cầm đầu đội ngũ này là một gã thân hình cao lớn, đầu trần, lông mi dữ tợn, đứng trong như một tòa tháp. Toàn bộ đứng lại cho ông, sợ cái gì? Gã thủ lĩnh bu hãng, đầu trần nhăn tích đôi lông mày thành một hàng, mặt lộ vẻ giận dữ, hét lớn, giọng như sấm nổ tung bên tai, làm cho đám chạy loạn tỉnh ra dừng lại. Đám vô tập lưu mệt mỏi này thấy rõ người mới đến, ai nấy đều có vẻ vui mừng tranh nhau báo cáo nghe được vài câu đại hán đầu trần lập tức hiểu được sự tình hung quang trên mặt phủ kính hừ lạnh cả một đám phế vật bị một người truy đuổi thê thảm như vậy quay về chịu phạt đi nói xong gã trực tiếp xuyên qua đội ngũ đi đến đầu kia đứng ở đó chờ đợi kẻ địch thủ hạ của hắn thấy thế vội vàng đi theo ở phía sau đám vô tập lưu chạy trốn cũng không dám chạy tiếp nhưng bọn họ quả thực bị cảnh giết chóc của trần mộ dọa khiếp nên nấp sau đám quân của gã người tháp đầu trần rất nhanh Trần Mộ phát hiện một gã đầu trần trông như trụ thép đang đợi hắn đến. Tập đồ chương 603 Sức mạnh của Anger Gã đại hán chặn đường hiếp mắt lại Khuôn mặt yêu dị cùng thân pháp quỷ mỹ của đối phương khiến gã thất kinh Gã biết rõ thực lực của đám binh sĩ bị lùa như vịt này Thực lực của bọn họ đều đạt tới trình độ dũng sĩ của bộ lạc nếu như chỉ đơn lẻ một tên bị đánh bại, gã sẽ không giật mình như thế, nhưng cả đám dũng sĩ này đều hoàn toàn bị đánh giết đến khiếp đảm, loại tình huống này với gã bây giờ chưa từng thấy bao giờ. Đối phương lẻ loi một mình đứng ở đó, nhưng không biết tại sao, một luồng cảm giác ớn lạnh thẳng từ đáy lòng của gã bốc lên, tuy nhiên vẻ mặt gã vẫn bình tĩnh như cũ, gã cũng là cường giả, sự tự tin có được từ vô số những trận chiến đâu dễ dàng bị đánh gục như thế vẻ mặt gã nghiêm túc tay phải để ngang trước ngực hơi cúi người một chút trần mộ lạnh lùng nhìn chăm chú gã đầu trọc trên người đối phương để lộ ra luồng sát khí tích tụ thứ mà chỉ có kinh qua hàng ngàn trận chiến mới có thể hình thành không chỉ có vậy đây hẳn là cao thủ kinh nghiệm chiến đấu của trần mộ với vô tập lưu cực kỳ phong phú nhất là những kinh nghiệm đối kháng cùng với quy có thể giúp hắn có phán đoán chắc chắn nhất về vô tập lưu hơn nữa hắn cũng dám khẳng định gã đại hán đầu trọc này ở khu vực mohadi nhất định là cao thủ trong cao thủ về điểm này có thể từ niềm tin tràn đầy trên nét mặt đám lính tráng xung quanh là nhìn ra được nhưng hắn lại không có thói quen báo danh hiệu cùng đối thủ chiến đấu đối với hắn mà nói là sống hoặc chết không phải là chuyện hơn thua mà cũng chẳng phải là chuyện vinh dự phán đoán của trần mộ hết sức chính xác enger không chỉ là cao thủ mà còn là thủ hạ mạnh nhất của vương tại vực mohadi và cũng là chiến sĩ trung thành nhất nhiệm vụ chủ yếu của gã là theo sát bên mình để bảo vệ vương hôm nay tình cờ đúng lúc gã vừa mới giao ca bàn giao công việc rồi nghe được tin báo cáo có cao thủ xuất hiện nhất thời nổi hứng nên dẫn người chạy tới enger thấy trần mộ im lặng cũng không rườm rà vẻ mặt ngạo nghễ đến đây lời còn chưa dứt thân ảnh của gã lập tức biến mất mà đồng thời bóng của trần mộ cũng tan biến rồi hai bóng người đột nhiên xuất hiện không một chút hoa mỹ mà va chạm quyền đối quyền, rầm một tiếng, lực va chạm cực mạnh, nén không khí đến nổ tung, lấy hai người làm trung tâm, sóng xung kích điên cuồng lan ra bốn phía. Cơn đau nhức từ nắm đấm truyền đến làm cho Trần Mộ nhíu mày. Thể lực thật mạnh. Thân thể của Trần Mộ vốn rất cường ngạnh, nó có thể, nó được bài thể dục trong tập khiến thần bí nuôi dưỡng, được phương pháp rèn luyện do quy truyền thụ rèn luyện, sau khi được tiêu thanh tôi luyện lại, tố chất cơ thể của hắn mạnh mẽ đến mức trần mộ tự đánh giá là khá biến thái về mặt này kẻ duy nhất có thể vượt qua hắn cũng chỉ có quy nhưng hôm nay hắn lại gặp được thêm một tên nữa tần xuất ra tay của hai bên cực nhanh chỉ trong nháy mắt hai bên gần như đã giao thủ đến cả chục lần mỗi một lần va chạm lực lượng khủng bố của đối phương đều làm cho tay của hắn thêm một phần đau đớn quá đã anger trở nên cực kỳ hưng phấn cơ bắp toàn thân cuồn cuộn con mắt trợn tròn gân xanh trên trán nổi phồng lên. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được đối thủ có thể đối kháng với gã ở phương diện lực lượng. Càng đánh, gã càng hưng phấn. À! Cảm giác ngây ngất quay cuồng khiến cho Anger gầm gừ như giả thú. Lực lượng của y không ngừng tăng trưởng. Trần Mộ bắt đầu cảm thấy cánh tay tê dại khó chịu. Mà kỳ lạ, vụ sa y lại không có một chút tác dụng đối với gã đầu trọc này. Từ trước đến nay, vụ sa y chưa một lần thất bại, Vậy mà lại không thể khiến cho gã đầu trọc nảy sinh đến một giây hoảng hốt. Trong lòng hắn khó hiểu, chẳng lẽ tinh thần của gã đại hán đầu trọc này đã đạt tới tình trạng ngưng luyện như vậy sao? Quyết định thật nhanh, đấu pháp của Trần Mộ lập tức biến đổi, là linh thức phối hợp với vô tạp lưu. Linh thức là kỹ xảo độc đáo do Caesar sáng tạo. Kỹ xảo này thoát thai từ kỹ thuật cảm ứng của vật luyện pháp tắc rồi tự mở ra một con đường mới, cảm ứng đối với tỉnh vật đạt tới một trình độ mà trước giờ chưa từng có. Mặc dù linh thức là do Caesar sáng chế, nhưng Trần Mộ lại có cách nhìn nhận riêng của mình về nó. Thứ mà linh thức của Caesar nhấn mạnh chính là bản năng và giác quan thứ sáu. Cao thủ có bản năng chiến đấu, dũng mãnh và giác quan thứ sáu nhạy cảm thường có thể đưa ra phản ứng chính xác trong thời gian ngắn nhất trong từng tình huống. Đây cũng là tư tưởng chủ đạo trong linh thức của Caesar. Nhưng linh thức của Trần Mộ hoàn toàn bất đồng. Trước khi tiến vào nơi thăm sâu trong Bách Quyên, mặc dù Trần Mộ cũng kinh qua rất nhiều trận chiến, nhưng so với loại hiếu chiến điên cuồng như Caesar, thì bản năng và giác quan thứ sáu tích lũy được của hắn còn xa mới đạt. Điều này đã làm cho linh thức của hắn kém xa, không có cách nào phát ra quy lực khủng bố như Caesar được. Nhưng Trần Mộ cũng có thứ sở đắc, đó chính là khả năng tính toán. Năng lực tính toán khủng bố của hắn ở trong đám tạp tu cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái thứ người khác này, khác người này Trần Mộ thu được nhờ là một chế tạp sư. Một thân phận khác của hắn sau khi tự nhận thấy mình không có cách nào phát huy quy lực của linh thức si sa đến tận cùng, hắn đã bắt đầu tìm phương pháp thích hợp cho mình. Và thế là linh thức của Trần Mộ dần dần thành hình. Trong cuộc chiến đấu đang kịch liệt, Trần Mộ bỗng nhiên nhắm mắt lại. Thế giới âm ỉ bị cách ly bởi vô số những tia màu trắng tinh tế tới mức không thể tinh tế hơn, tạo thành một cái thế giới tinh vi đến cực điểm. Mỗi một luồng không khí biến hóa, mỗi một thay đổi nhỏ về khoảng cách, mỗi một góc độ biến hóa, từng cái, từng cái, từng cái, vô số biến hóa tạo thành một cái thế giới có kết cấu linh động cực kỳ tinh tế. đây chính là linh thức của Trần Mộ. Công kích không được tính là nhanh, lỗ tuyến cũng vẫn rõ ràng như thế. còn lực lượng so với trước thì yếu đi đôi chút. nhưng Enger lập tức cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. đối phương nhắm mắt nhưng gã cả lại cảm nhận được uy hiếp cực kỳ mãnh liệt. nếu nói giao thủ lúc trước làm cho gã sung sướng điên cuồng, hưng phấn tới mức gầm rú thì bây giờ gã lại như bị nhét đầu vào một thùng nước đá như bị một con rắn độc đang xâm soi gã đã ngửi được mùi vị của tử vong không ai có thể đối mặt tử vong mà còn hưng phấn tới mức hú hét gã cũng không thể mỗi lần đối phương công kích là một lần khiến gã cực kỳ khó chịu lực lượng của đối phương không bằng nhưng cũng kém không nhiều nhưng đối phương mỗi lần công kích đều nhằm đến khu vực mà gã khó lòng chống đỡ hoặc ở chỗ mà lực lượng của hắn bạc nhược từng cái từng cái từng cái mà mỗi chiêu đáp trả của gã là như sớm đã bị đối phương đoán trước mất rồi. Đối phương ung dung chống đỡ, ung dung phản kích, ung dung bố cục. Đúng, đây chính là bố cục. Nó không phải là bát đấu, mà lại giống như một ván cờ. Điều này thực quá khoan đường. Nhưng cái cảm giác vớ vẩn tuyệt luân này lại vô cùng mãnh liệt. Công kích của đối phương không tính là mạnh, nhưng liên miên không ngừng, tựa như một cái lưới lớn. Còn gã lại là một con cá đang dãy dụa ở trong. Càng dãy dụa thì cái lưới lại càng thích chặt anger, thần kinh bách chiến, kinh nghiệm thực chiến phong phú vô cùng. Gã biết rõ nếu không ứng biến được, vậy chính mình sẽ thực sự trở thành con cá trong lưới kia. Gã bỗng dưng hét to một tiếng, cơ bắp toàn thân rung động, hai tay đột ngột chậm lại, xòe ra như ôm búa tạ, thế tựa ngàn cân. Răm, đánh, đánh. Hai tay của gã múa lên, phá không khí mà sinh ra tiếng của lôi điện truyền trong tầng mây. Trần mộ biến sắc. Hư không kỹ, đây chính là hư không kỹ. Ở trong linh thức, hắn cảm giác rõ ràng được mỗi khối cơ bắp trên hai tay của gã đầu trọc đều ở chấn động với một tần suất kinh người. Mỗi một lần hai tay gã vung lên, những cơ bắp chấn động này hình thành một dòng không khí tụ tập về một chỗ. Không giống như đao khí sắc bén của quỳ, đao khí mà gã đầu trọc hình thành tương tự như búa tạ. Mặt trước trông giống như lưỡi búa, còn phía sau lại do mấy trăm dòng không khí nhỏ bé chạy loạn tạo thành. Trông tựa như dòng điện uống lượng tiếng rầm đoanh đoanh của không khí chính là do những dòng chảy nhỏ này xé rách không khí mà sinh ra. Trần Mộ lần đầu tiên nhìn thấy hư không kỹ có thanh thế khác thường như thế. Hư không kỹ do một tay gã phát ra, thanh thế chẳng kém chút nào so với tiêm vân trùng bạo. Hư không kỹ của Quy thì biến hóa khôn lường, trùy khí, đao khí, đạn khí, mỗi một bộ vị trên cơ thể của Y, ở mọi góc độ đều có thể phát ra hư không kỹ, khiến cho đối thủ không thể đề phòng, nhưng phong cách của gã đầu trọc ở trước mắt lại là hoàn toàn khác. Hư không kỹ của gã chỉ giới hạn ở hai cánh tay, nhưng cũng chỉ bằng hai cánh tay này lại làm cho người ta sinh ra cảm giác không thể chống lại. Trần Mộ không dám đỡ, búa tạ cực nặng, bên trong búa khí còn ẩn chứa vô số dòng khí nhỏ, cực nhỏ chạy loạn xạ tựa như những quả khí đạn, bất luận thứ gì vù, dù va chạm rất nhẹ vào nó đều có thể phát kích phát cho búa khí âm ầm nổ tung, hắn chỉ có thể né tránh gã đầu trọc căn bản cũng chẳng quan tâm, trực tiếp quấn hai tay như buộc vào hai lưỡi búa. Quả thực khó mà tưởng tượng, một gã to con như thế lại có thể dụng xuất ra hư không kỹ tinh xảo đến vậy. Trần Mộ trong lòng vô cùng tán thưởng. Cái búa khí này trông thì đúng là đi theo con đường trọng chuyết, nhưng kết cấu bên trong nó thực tế là cực kỳ tinh tế. Mấy trăm luồng không khí nhỏ bé bọc trong đó, khéo kết hợp, đã tới mức tự cân bằng. Có thể làm được tới bước đường này đã rất khó rồi, Vậy mà lưỡi của bố khí lại bị nén thật chặt, thậm chí còn gây ra cảm giác giống như là thủy tinh. Trần mộ vặn mình thối lui, vẻ yêu dị của mặt nạ quỷ bị thân pháp quỷ mị của hắn tạo thành tàn ảnh hư hư ảo ảo. gã trọc hư lạnh một tiếng, hai chân nhã lực, cả người bắn vọt lên như một viên đạn pháo, nơi chân dậm xuống mặt đất xuất hiện những vết rạn nứt như mạng nhện. Ở giữa không trung, hai tay gã vẫn như cũ, đều ổn định vung ra, hai đảo bố khí cùng những tiếng bạo nổ, đoàn đoàn như cá ngập mập ngửi được mùi máu tươi mà lao thẳng tới tốc độ của đối phương cực nhanh lực lượng khủng bố của đôi chân làm cho gã trọc tựa như một người lò xo nhưng với khí lưu tạp nê đại nê thu nổi danh với khả năng biến hướng kết hợp với lực bạo phát của hai chân trần mộ tựa như một đoàn ảo ảnh hay như một sợi khói phiêu hốt khó giò nếu nói gã trọc là một mũi tên thì trần mộ liền là một màn sương khói gã đầu trọc rất nhanh ý thức được nếu tiếp tục như vậy thì không ổn thì tuyệt đối không đuổi kịp đối phương gã quyết định dừng lại lấy tịnh chế động từ tình thế trước mắt mà xét gã không làm gì được đối phương nhưng đối phương cũng chẳng làm gì được gã khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được kéo giãn trần mộ chú ý tới hai tay của gã trọc đang buông trước ngực đám cơ bắp rất nhỏ trên cánh tay vẫn chấn động từ từ như cũ chỉ cần hắn đến gần một chút vậy thứ chờ đợi tuyệt đối sẽ là búa khí nhìn gã đầu trọc đang tỉnh tại phía xa trần mộ trong lòng thầm bái phục cho tới tận bây giờ ngoài quy và hedilate thì đây là gã tập tu vô tập lưu cực mạnh mà hắn từng gặp một vô tập lưu đã phát triển lực lượng đến trình độ cao nhất bất luận kẻ nào chỉ cần tiến vào phạm vi công kích của gã đều bị lực lượng đơn thuần mà hoàng mỹ đã kích đến hủy diệt nhưng mà bản thân mình lại là một tập tu trần mộ từ xa nhìn gã trọc mặt quỷ yên tĩnh và yêu dị tay phải lật một cái một tấm tạp phiến được hắn cắm vào độ nghi. Chương 604 Vương Nói chung, tạp tu đối mặt với vô tạp lưu là có chút ưu thế. Có thể phi hành và công kích từ xa chắc chắn là hữu hiệu nhất. Đặc biệt, khi có được hai người phối hợp, có thể phát huy ưu thế ra đến mức cực lớn. Điểm này được thể hiện trong lần chiến đấu sắp tới. Mở ra khoảng cách, Trần Mộ thậm chí có thể ung dung thay đổi tạp phiến, trong cuộc chiến giữa các tập tu với nhau, chuyện này là không thể tưởng tượng. Điều này cũng có nghĩa hắn luôn có thể chiếm quyền chủ động trong chiến đấu. Tà quân đồng là tấm tạp phiến bảy sao duy nhất trong tay Trần Mộ, nhưng nó là thứ mạnh nhất trong loại tạp phiến chùm tia. Tà quân đồng, kim đồng chúc. Con ngươi nhỏ màu vàng trong con mắt màu máu lặng lẽ mở ra, tỏa ra ánh sáng màu vàng lạnh lẽo, nhìn chầm chầm vào Anger đầu trọc. Anger, lông tóc toàn thân đột nhiên dựng ngược, một cổ hàng ý âm u đáng sợ từ nơi sâu thẳm trong lòng gã không một dấu hiệu mà toát ra không cần phải suy nghĩ cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ như thế chưa từng xuất hiện trong các lần chiến đấu trước đây của gã khẽ rống lên một tiếng trầm trầm gã gập người cong chân vặn eo bật người vô số những sợi tia màu vàng mảnh mai từ trong con ngươi màu vàng bắn ra tự như một trận mưa phùng nhằm Enger mà ôm trọn lấy hừ thở ra thành tiếng hai mắt Enger trợn ngược trong chớp mắt vô số hạt mồ hôi nổi lên trên cái đầu trọc gã trông như đã cố hết sức hai tay chập lại chậm chậm đưa lên tới đỉnh đầu động tác đẩy lên khiến cho mọi người có cảm giác cực kỳ chậm chạp nhưng chiếc lồng tia kim tuyến vẫn bắn tới trước mặt hai tay lúc này đã dơ cao tới đỉnh đầu cát đất bằng nổi chấn động lấy eng làm trung tâm sống không khí tỏa ra mọi phía hai tay nắm lại đầu cự phủ nặng nề hạ xuống quanh quy long như tảng đá khổng lồ nện xuống mặt đất. Đám người xung quanh sắc mặt biến đổi, bọn họ dường như đứng không vững, mặt đất đang rung rẩy. Một đạo búa khí to ước chừng bằng người gã trọc, thân búa ống ánh, đuôi búa phiêu hốt như sương, như một tiếng rống giận của gã khổng lồ, ngang nhiên không sợ, nhằm thẳng vào vô số những sợi tơ vàng mà chồm tới. Trong tiếng rền vang, xe lẫn là những tiếng nổ liên miên bất đoạn, phách phách, tựa như một luồng ngàn vạn tia sấm sét nhanh chóng tiến vào trong nước, lại tựa như một thanh gỗ khô đột nhiên nổ tung thành mảnh vụn. Chùm tia cùng cử phủ không một chút màu mè va chạm. Đinh! Ngoài dự đoán của mọi người, không có tiếng nổ kinh thiên động địa. Chỉ có một tiếng thanh thúy tựa như chén pha lê rơi vỡ. Trên khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của gã trọc nổi lên một án đỏ hồng giống như say rượu. Tiếng âm vang trong trẻo tựa như ở bên tai nổi lên, thanh thế kinh người lúc đó như đột nhiên biến mất, tĩnh lặng như lúc nửa đêm gần sáng nằm giây. Cái không gian tĩnh lặng như nửa đêm khuya khoắt ấy chỉ duy trì được nằm giây. Độc. Năng lượng cuồng bạo tựa như hung thú bị nhốt trong lòng, không chịu nổi mà dùng móng vuốt phá tung tù ngục, gầm rú xông ra. Sóng trùng kích nổ tung như lốc, quét ngang cả vùng khe núi lớn. Oanh long long Xung quanh khe núi, từng tảng từng tảng đá lớn từ từ lăn xuống, khe núi như một lòng giam đầy trời mù mịt bụi, nhưng lúc này một đạo kim quang thẳng tắp xuyên thấu màn sương bụi. Trong màn bụi, gã trọc khuôn mặt đỏ bừng là rống giận, búa khí sắc nhọn như dao cắt bơ, nhẹ nhàng bổ vào trong đám bụi. Oanh là một tiếng vàng cực lớn. Năng lượng trải qua thu gom, dồn nén, vỡ tan rồi nổ tung, cuồng phong hướng tứ phía lan tỏa. Gã trọc rên lên một tiếng, thân hình lão đảo, lùi về phía sau một bước, khuôn mặt đỏ hồng nhanh chóng ngã sang màu trắng bệch lại một đạo kim quang thẳng tắp nữa trong còn thô hơn đạo kim quang lúc trước gã trọc anger khóe mắt như muốn rách ra rống lên một tiếng hai tay lại đẩy một lần nữa trong vụ nổ khổng lồ anger rốt cuộc cũng đã không thể khống chế được thân hình đinh 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 liên tục thoái lui ba bước mới trụ lại được lúc này sắc mặt gã trắng bệch thảm hại góc miệng nhễu máu hai tay không ngờ lại đầy máu tươi gã trợn trừng mắt trừng trừng không chớp mắt nhìn trần mộ xa xa ở trên không một tia kim quang đột nhiên lại xuất hiện. Thế giới lúc này như dừng lại. Một đạo tia sáng vàng thẳng tắp xuyên vào trán Anger, xuyên thẳng xuống nền đất phía sau lưng gã. Tất cả mọi người đều dừng động tác, bọn họ ngây ngốc nhìn cách nhìn Anger đang bị tia ánh sáng vàng xuyên qua, đóng đình trên mặt đất. Tiếng động của khe núi lúc này rời xa bọn họ, mọi âm thanh xung quanh lúc này rời xa bọn họ. Bọn họ lặng lẽ trợn ngược mắt, Bọn họ không có cách nào tin được, bọn họ trong não chỉ còn là một mảng trống rỗng. Vượt trên đám bụi trên thiên không, một khuôn mặt yêu dị, một con người màu vàng kim yêu dị sâu sắc ghi dấu trong não bộ của tất cả mọi người, nhất định trở thành ác mộng không cách nào quên trong cuộc đời này của tất cả bọn họ. A! À, không biết một ai đã hét lên thất thanh, không gian tĩnh lặng đột nhiên bị đả phá. Nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng vô pháp áp chế như cơn hồng thủ phá đêm tràn ra. Trong sát na nuốt đi toàn bộ lý trí cùng dũng khí của tất cả bọn họ. Trong lòng bọn họ bây giờ chỉ có một ý niệm là thứ kia là quái vật. Đúng, đúng là quái vật. Quái vật đã giết chết Anger. Ôi trời ơi, Anger đã bị giết. Mọi người phản ứng không ngờ đều rất giống nhau. Chuyển thân quay đầu, vung chân cất bước, hướng về trước chạy điên cuồng bọn họ thậm chí đều không biết miệng mình đang la hét thậm chí không ít người trong bọn họ đầu óc lúc này đã hoàn toàn trống rỗng nhìn địch nhân như thủy triều bỏ chạy ở trên không trần ngộ thở dài một hơi bay xuống tới trước gã đầu trọc trên trán gã trọc có một lỗ máu to bằng ngón tay cái mắt trợn ngược nhìn lên thiên không không một chút thần sắc đối với gã vô tập lưu này trần mộ đầy một lòng kính trọng với cách nhìn của hắn gã trọc đầu này tịnh không thua bại trận chỉ là vô tập lưu có thể đem lực lượng vận dụng đến mức độ này cũng có thể xưng là cực trí trần mộ cũng hoài nghi chỉ sợ ngay cả quy về điểm này cũng không vượt qua được gã trọc nhưng khi bọn họ đến được cấp độ này chỉ cực mạnh về một phương diện cũng không còn có nhiều ưu thế nhất là khi đối phương nắm trong tay quyền chủ động trong chiến đấu trừ phi được như quy bất kể phương diện đều mạnh tới mức đáng sợ nhưng dù có mạnh như quy nếu phải chiến đấu cùng đường hàm phái kẻ nắm quyền chủ động vẫn là đường hàm phái đương nhiên là quyền chủ động công kích trên thực tế cho dù đường hàm phái có nắm được quyền chủ động công kích nhưng kết quả có khả năng cao nhất là y cũng chả làm gì được quy tất nhiên quy là một quái vật không thể hiểu được gã trọc không phải là quy cho nên gã không thể nhìn thấy bất lợi trong việc vô tập lưu đối chiến với tạp tu được và gã đã chết nhưng trần ngộ trong lòng vẫn tràn đầy tôn kính đối với gã trọc đối với bất luận một ai trong bất luận một lĩnh vực gì, nếu có thể đạt tới trình độ như vậy, đều được mọi người tôn kính. Hắn ngồi xuống bên cạnh gã đầu trọc. Cuộc chiến vừa qua không dài, nhưng đã khiến hắn cảm thấy tiêu tốn không ít sức lực. Ba kích toàn lực của tà quân đồng, lần trước lần này hắn chưa từng sử dụng. Nếu như đám địch nhân kia mà rống một tiếng xong lên, hắn cũng chỉ có nước quay đầu tháo chạy. Rất may, địch nhân bị dọa đến mất mật, chỉ biết chạy trốn, tỉnh lặng sâu có ưu thế mạnh về khôi phục cảm giác khoảng một giờ sau cảm giác của trần mộ đã khôi phục nhanh chóng tiến vào tỉnh lặng sâu đã trở thành một bản năng của trần mộ nó đến từ đoạn thời gian liên miên không ngớt chiến đấu ở sâu trong bách quyên khởi thân đứng dậy nhìn thi thể của gã đầu trọc trần mộ tiện tai đào một hố lớn trên mặt đất đặt thi thể của gã trọc vào đó rồi vùi xuống đối với một cường giả như vậy mà phơi thay ngoài khoang giả trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái tâm tình nặng nề của Trần Mộ khôi phục bình tĩnh trở lại, tiếp tục theo hướng đoàn đám vô tập lưu bỏ chạy mà phi hành. Đám vô tập lưu bỏ chạy này để lại rất nhiều dấu vết, Trần Mộ chỉ cần thông thả theo hướng này mà truy đuổi. Việc khống chế tâm tình trong chiến đấu rất quan trọng, đối với người từ núi thì biển máu của hung thú trong thâm sơn của Bách Quyên đi ra như Trần Mộ mà nói, cảm nhận về điểm này lại càng sâu sắc. Có lúc cần phải lạnh lùng bình tĩnh, nó sẽ giúp cho việc suy xét bố trí kế hoạch. Có lúc phải kích động đến cuồng nhiệt, nó có thể giúp phát huy vượt quá lên khỏi mức bình thường. Cũng có lúc phải biết sợ, nó giúp cho biết rời xa nguy hiểm, đặc biệt khi nguy hiểm vượt quá khả năng ứng phó. Anger đã bị giết. Đối phương chỉ có một người. Vương trầm giọng hỏi, Chiếc mặt nạ vàng kim đại diện cho vương quyền lạnh lẽo, bất kể là kẻ nào đều có thể nhận ra giọng điệu trấn tĩnh dưới mặt nạ của vương chứa đầy phẫn nộ. Anger là cánh tay phải của vương, là thần tử trung thành nhất của vương, là thanh lợi kiếm mạnh nhất của vương, là phòng tuyến kiên cố nhất của vương. Có y, không một ai dám chống lại, chỉ lệnh của vương. Có y, vương có thể an nhiên mà ngủ. Kể từ khi kẻ kia biến mất, Anger đã là cường giả mạnh nhất của vực Moadi, nhưng giờ y đã chết. Vương vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh trong lòng đám người phía dưới, không ai không kính phục. Là ai làm? Vương đột nhiên bình tĩnh lại. Một gã tạp tu, y có thể gọi ra một con mắt màu tươi. Con mắt này phát ra tia sáng màu vàng kim, en là bị tia sáng vàng kim này giết chết. Gã thủ hạ căng thẳng báo cáo, y đột nhiên thấy ngượng, chính mình thế nào là sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Tạp tu? Vương nghiêng đầu hỏi, giọng tự như đã nhẹ đi không ít, giống như y, đám người phía dưới trong lòng cũng nhẹ đi kha khá. Con mắt máu, Vương đột nhiên như tự nói với chính mình. Mạc. Lời đến miệng, y cố gắng dừng lại. Quay người trở lại chỗ ngồi của mình, Vương lại khôi phục vẻ uy nghiêm. Ta cảm thấy nhục nhã. Từ dưới mặt nạ, truyền ra một giọng trào phúng, đâm vào trong lòng mọi người. À, y có thể đánh bại Anger, rất lợi hại. Nhưng mà, y chỉ là một cá nhân, Chúng ta có nhiều người, vậy mà lại sợ hãi một cá nhân. Loại chuyện này, đã từng phát sinh một lần, thật không ngờ lại còn phát sinh lần thứ hai. Thật là nhục nhã. Mặt mũi đám quần thần ở dưới lập tức sưng đỏ, những lời chăm chọc của vương như là cái tác vào mặt bọn họ. Nhất tù trưởng bộ lạc đứng dậy, lớn tiếng nói. Thỉnh vương ra lệnh, thần dù có bỏ mạng, cũng thế vương truy thằng giặc này. Tất cả mọi người đồng thời đứng dậy cùng hét, thề vì vương truy sát kẻ giặc ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua mặt nạ quét qua mọi người vương nhẹ nhàng cười một tiếng không phải là vì ta mà vì chính các ngài hãy đi tìm lại thể diện của các vị đi tiếng nói vừa dứt y đứng vụt dậy cất giọng trầm rền sát cơ lẩm lẩm đi thôi tạp đồ chương sáu trăm lẻ năm thịnh yến trước giờ gặp mặt men theo bóng râm của khe nứt hai người phía trước lặng lẽ tiến tới tốc độ của hai bóng người cực nhanh thủy chung ẩn mình trong sự che chở của bóng tối động tác nhẹ nhàng chạm đất vô thanh vô tức như hai âm hồn sau lưng bọn họ là hai bóng người khác một đeo chiếc mặt nạ màu vàng nhạt bóng người còn lại là một hán tử thô ráp một khuôn mặt tròn trịa với hai đường lông mày đậm trắng như tuyết cực kỳ nổi bật thiếu niên ước chừng mười bảy mười tám tuổi ánh mắt thủy chung bảo trì sự cảnh giác hơi nếp người vào trong bóng tối Bên cạnh cậu ta là một nam nhân mặt lạnh tanh, vô cảm, tượng như một khối đá bất động đứng trong bóng tối. Hai đường lông mày trắng như tuyết của tiểu bộ mặt nhíu lại, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. Ở bên cạnh cậu, Quy mặt không biểu tình. Phía sau hai người, Tô và Dương Sơn Phi vẫn ung dung tiếp tục phi hành, hai người đã hình thành thói quen mỗi lần đi theo Quy và tiểu bộ mặt hành động. Mấy năm nay, bốn người cùng nhau hành động đã thành tập quán. Vừa bắt đầu, Tô và Dương Sơn Phi còn có chút tẩy chay, nhưng hai người rất nhanh phát hiện, chiến đấu liên tục mặc dù rất mệt, nhưng thực lực lại đề cao khá mạnh, nên mức độ tích cực lập tức tăng cao rất nhiều. Chỉ là bốn người chia thành hai tổ, Huy Tiểu Bộ Mặt một tổ, Tô cùng Dương Sơn Phi một tổ. Thật là nhàm chán, ư ừ, thật là nhàm chán. Dương Sơn Phi từng câu từng câu ngâm nga. Chỉ là tiếng ngâm đó quả thực chẳng có ai muốn khen tặng, con mắt trên tấm mặt nạ màu bạc mở to, Tô bỗng dưng nói. Không ổn. Tiếng ngâm nga của Dương Sơn Phi đột nhiên dừng lại, y ngơ ngác hỏi. Không ổn, có gì không ổn? Trong mắt Tô lộ ra vẻ thận trọng. Hôm nay chúng ta tiến vào lâu như vậy, thế mà còn chưa gặp một tên địch nào, thật là không thích hợp. Điều này có gì không thích hợp chứ? <hươi> bọn họ bị chúng ta đánh cho phát sợ rồi. Dương Sơn Phi nhếch mép cười, thần sắc ngưng trọng trong mắt Tô không có chút nào giảm bớt lắc đầu không phải tình huống không ổn đối phương điều động binh lực dương sơn phi tinh thần rung lên hắc hắc nói ha <laughs> ha dạo này đang chán đây hai tên đầu gỗ phía trước quá biến thái chúng ta ngay cả thuốc đều chưa được uống ha <laughs> ha hôm nay có thể đánh lớn một trận nhãn thần của tô nhìn về phía xa nhẹ giọng nói hôm nay chỉ sợ phải đánh một trận thực sự lớn rồi ánh mắt của quỳ chớp động đột nhiên chân phát lực xông về phía trước Tiểu bộ mặt vội vàng đuổi theo, hai người phía sau thấy thế cũng không dám sơ xuất theo sát phía sau bọn họ. Ở tại một khe nước khác, một gã trai cà lơ phất phơ, một đầu tóc bạch kim cợt nhã đứng chống nạnh, trong miệng la hét. Đều sóc lại tinh thần cho ta, lão tử tự thân áp trận, ai là mất mặt mũi của ta, hư hư. Ở trước mặt gã là một đám thiếu niên, 18-19 tuổi. Những thiếu niên này giống như gã trai lơ tóc bạch kim, uể oải ngồi trên mặt đất. Những thanh niên đó quần áo đủ loại, lộn xộn bừa bãi trong như một đám người ô hợp. Nhưng người tinh tế là có thể phát hiện những thanh niên tập tu này nhìn như uể oải tùy ý, nhưng tư thế của bọn họ lại bất cứ lúc nào đều có thể phát động. Còn trạp cảnh giới, trạm gác, điểm hỏa lực phụ kích có thể thấy thấp thoáng. So với trần mộ rời đi, quy mô của thanh niên vệ đã mở rộng rất nhiều. Những thanh niên tầng tầng tuyển chọn từ đông vệ cơ này có thiên phú cực kỳ xuất sắc lại được tác phong của đoàn đông vệ liên tục ảnh hưởng khắc khổ tu luyện thực lực tăng trưởng cực nhanh dưới sự bình chọn của một vài tổ chức uy tín trong các thế lực hiện tại đối với việc bồi dưỡng đội quân chuẩn bị cho tương lai đông vệ vững chắc ở ngôi vị thứ nhất bỏ xa các thế lực khác về kết quả này có rất nhiều người khó hiểu nếu bàn về lịch sử lâu đời cơ sở đầy đủ thì năm đại học viện xa xa vượt lên trên ai mà ngờ được là ở một thế lực mới nổi đội thanh niên vệ đội quân chuẩn bị cho tương lai của đông vệ lại vượt xa những chỗ khác mà trong sự bình xét của những tổ chức uy tín đó tạo ra kết quả này cũng tịnh không phải bởi thực lực nếu bàn về hệ số tu vi trung bình liên bang tổng hợp học phủ xếp thứ nhất thanh niên vệ chỉ có thể xếp thứ ba nhưng ảnh hưởng tới bình xét của những tổ chức uy tín này là một điểm trước đây gần như không được chú ý tới đó chính là ý chí tất cả các tổ chức bình xét đối với ý chí của thanh niên vệ đánh giá chung một từ như thép đó là thanh niên vệ cũng là khí chất nổi bật nhất của toàn bộ đông vệ trên thực tế trong quá trình bành trướng vài năm trở lại đây mặc dù có bộ tham mưu hàng đầu liên bang nhưng đông vệ vẫn đã từng thất bại nhưng vô luận là tại nghịch cảnh nào đội ngũ của đông vệ cũng chưa từng xuất hiện tình huống tan vỡ thân trong nghịch cảnh mà vươn lên càng trở nên quen thuộc mà những người thuộc đông vệ luôn hướng tới phía trước kia, càng có thể tự thân cảm nhận được điểm này. Thanh niên vệ cũng trở thành nơi tất cả những người tuổi trẻ cùng hướng tới, mặc dù thanh niên vệ bây giờ không phải dễ vào như vậy, muốn vào thanh niên vệ, trước hết tiến vào các cấp độ chuẩn bị của thanh niên vệ, nhưng mà ngay cả như vậy, hàng năm đều có vô số người trẻ tuổi xuất sắc cố gắng được tiến vào thanh niên vệ. Gã trai tóc bạch kim có vẻ không hài lòng với những người tuổi trẻ này, vẻ mặt âm trầm, cười lạnh nói: Hừ, chiến tích tuần trước thật là mất mặt, vẫn kém hơn mắt tam giác. Nhớ năm xưa, lúc ta còn ông chủ liên tục chiến đấu ở các chiến trường liên bang, mắt tam giác còn không biết đang bú tí ở đâu. Muốn so cùng ta ư? Ừ. Hắn kém lắm, các ngươi không sợ mất mặt, nhưng ta sợ. Đám tập tu trẻ tuổi, người nào người nấy rùng lên cầm cập. Lão đại nổi giận, kết cục của bọn họ sẽ cực thảm. Tất cả đều ào ào kích động tinh thần hô lên. Lão đại, lần này chúng ta nhất định cho bọn chúng thấy lần trước chỉ là chúng ta chợp mắt <laughs> lão hổ không phát quy lại dám coi chúng ta là mèo bệnh chỉ bằng đám gia quả bọn họ cũng muốn so sánh với chúng ta sao đánh cho bọn chúng răng rơi đầy đất những âm thanh láo nháo tựa như một đám lưu manh khiêu chiến gã tóc bạch kim cũng không để ý mà ngược lại lộ ra vẻ mặt vừa lòng một cơn gió thổi qua làm cho mái tóc bạch kim dài tới thắt lưng của y bay phất phơ trong không trung giọng khoa trương truyền đi trong gió còn bà nó đập chết bọn chúng Tất cả mọi người mặc phừng phừng sát khí Giống như đàn sói vùng tay cùng gào lên Đập chết bọn chúng Tại một khe hẹp Cách bọn họ khoảng 250 dặm Cặp mắt tam giác tiêu chí của tang hàng thủy Hàng quang lấp lánh Là một trong hai đại tướng cận thân của Trần Mộ uy tín của y trong đông vệ cực cao Y cẩn thận nhìn chăm chú vào bóng người Chớp động nơi xa Vẻ như suy nghĩ Điều động binh lực tang hàng thủy nhẹ giọng lẩm bẩm từ lúc cải tổ thành mộc tự doanh và liệp thủ đoàn sau khi các đội trưởng thành thục nắm rõ đội ngũ của mình y và tiếu Ba liền chủ động yêu cầu được điều về thanh niên vệ thế là thanh niên vệ chia thành hai tổ tổ một do tang hàng thủy thống lĩnh tổ hai do tiếu Ba thống lĩnh ở sau y một ngàn tên tập tu trẻ tuổi đứng nghiêm trang tất cả đều là thanh niên vệ nhưng tổ một lại tạo ra cảm giác lại hoàn toàn bất đồng kỷ luật nghiêm chỉnh có thể gọi là điển hình của tạp tu vẻ mặt mỗi người bọn họ nghiêm túc không nói không cười trang phục chiến đấu toàn thân chỉnh tề hành động dứt khoát nhanh nhẹn không có chút dài dòng cho dù ngồi ở đó cũng là chỉnh tề thành hàng thành đội nhất định là có biến tan hàng thủy trong lòng suy đoán y thân kinh bách chiến là một trong hai thống lĩnh của thanh niên vệ hẳn đối với biến hóa trên chiến trường vô cùng nhạy cảm sau khi làm ra quyết định y xoay người vỗ tay tất cả tập tu đang nghỉ ngơi soằng soạt đứng dậy động tác chỉnh tề thống nhất tăng hàng thủy vừa lòng gật đầu ấm áp nói tuần trước mọi người làm không tệ nhưng mà tuần trước thua lần này tổ hai chắc chắn sẽ toàn lực phản kích tuy phong cách của tổ hai không phải quá tốt nhưng đó cũng chỉ là do ảnh hưởng của tên gia hỏa vô lương thực lực tổng hợp của bọn họ vẫn không thể xem thường cho nên lần này chúng ta phải giữ vững tinh thần không cho bọn chúng có cơ hội lợi dụng rõ tất cả tập tu đồng thanh tuân mệnh. Được, Tăng Hàng Thủy gật đầu, đôi mắt tam giác sắc bén lấp lánh, phất tài. Bắt đầu đi. Các tập tu trẻ tuổi tựa như một dòng nước lũ, không tiếng động dọc theo khe nứt bay về phía trước. Tại một khe nứt rộng rãi khác, vừa trải qua một trận chiến dữ dội, xác chết khắp nơi thấy rõ, một đám người đang nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đối với xác chết chung quanh, bọn họ đều làm như không biết. Hơ, đều là vô tạp lưu à đáng tiếc so với Quy, trình độ của bọn chúng quả là kém xa. Nói chuyện là một nữ tạp tu hình thể đầy đặn khỏe đẹp, bộ ngực sung mãn gần như muốn đem trang phục xé rách. Tạp tu chung quanh nhìn đến nuốt nước miếng nhưng mà không người nào dám để ánh mắt của mình dán lên hung khí đó. Tính tình của Lô Tiểu Như nghe nói không phải tốt lắm. Nàng có tư cách nói như vậy. Năm xưa, người được quy tự tay dạy dỗ không nhiều. Nhất tự mi bên cạnh mặc dù không nói chuyện nhưng bộ mặt giống như tảng đá cũng lộ ra vẻ đồng tình hiếm thấy tổ hộ vệ được cải biên thành đội hộ vệ vốn thuộc liệp thủ đoàn bây giờ đơn độc tách ra lần nữa trở lại căn cứ khe núi lớn lô tử như lại nắm chức vị thống lĩnh còn nhất tự mi thì làm phó thống lĩnh tập thứ nhất trầm tĩnh nhanh trí thì là nhân vật số ba đảm nhiệm quân sư còn như ô vũ chư hoành những phần tử bạo lực này chỉ có thể làm tay đấm đội hộ vệ bây giờ so với năm đó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Về điểm này, chỉ cần từ số lượng tập tu cấp 7 là có thể nhìn ra. Trừ những người già cũ, những người khác đồng loạt đều là tập tu cấp 7. Nhưng những người lớn tuổi cũ, cường độ cảm giác cũng đã đạt tới tiêu chuẩn cấp 6, lại thêm tạp phiến trần mộ đặc chế cho bọn họ cùng với thực lực, thực tạp. Sức chiến đấu của bọn họ cực kỳ cường hãn Nhất tự mi dũng mãnh nhất đội. Thập tự phối hợp với liễm tức pháp cho tới bây giờ ngoài quy vẫn chưa có người thắng được gã lô tiểu như mặc dù chiến lực không bằng nhất tự mi nhưng nàng làm thống lĩnh lại là kiến nghị nhất trí của tất cả mọi người cái gì đó khác lạ tập thứ nhất đẩy chiếc kính gọng vàng trên mũi lên thần sắc ngưng trọng trầm giọng nói đây là tốp độ ngũ thứ ba chúng ta thấy từ phương hướng mà xem tất cả đều là quay trở về có vấn đề gì lô tiểu như hỏi trong đội hộ vệ, phán đoán tập thủy nhất thường là chính xác nhất. Tập thủy nhất lộ ra vẻ suy nghĩ, nếu là một hai tốp còn có thể là ngẫu nhiên, nhưng mà trong một khoảng thời gian ngắn liền liên tục gặp ba tốp đội ngũ trở về, vậy không có khả năng là ngẫu nhiên. Lô Tiểu Như hơi bất mãn, muốn nói gì thì nói đi, đừng vòng vo. Tập thủy nhất lộ ra vẻ đành chịu. Quân địch chắc là đang tập kết đội ngũ. Tập kết đội ngũ? Tập kết đội ngũ làm cái gì chứ? Lô tự như nghi hoặc bỗng nhiên biến sắc Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện vị trí căn cứ của chúng ta? Không có khả năng Tập thứ nhất lắc đầu Vị trí căn cứ của bọn họ cách chúng ta rất xa Với lại xung quanh căn cứ gần đây Cũng không có phát hiện tung tích địch nhân Bọn họ không có khả năng lặng yên Không một tiếng động đột phá nhiều tầng lính gác ngầm như vậy Vậy bọn chúng tập kết đồ ngủ làm gì? Không biết Tập thứ nhất lắc đầu Nhưng giọng tỏ ra đặc biệt chắc chắn Có lẽ đã xảy ra biến cố gì Bọn họ bất đắc dĩ chỉ còn mỗi cách tập trung lực lượng. Lộ Tiểu Như trước mắt sáng ngời. Vậy chẳng phải là cơ hội của chúng ta sao?" Tập Thủy Nhất cười khẽ. Bây giờ thì chưa biết, tuy nhiên chúng ta có thể đi xem. Những người khác ào ào đứng dậy, lộ ra thần sắc hưng phấn. Ô Vũ, Chư Hoành, hai phần tử bạo lực lại càng xoa tay, vẻ mặt gấp gáp không nhịn nổi. Nhất Tử Mi không biết từ khi nào đã từ khu vực tụ tập tan biến. Lộ Tiểu Như cũng sớm đã quen như chuyện thường, vùng lên đôi tai ngọc đầy đặn đi chương sáu trăm lẻ sáu kèn lệnh đội này là mười hai hay mười ba trần mộ cảm thấy hơi mệt mỏi dưới chân xác nằm ngổn ngang phiêu phù trên không đám vô tập lưu căn bản không có biện pháp với tới hắn nhưng điều hắn đoán không ra chính là đối phương tựa như có thù sâu nặng không giết được hắn không ngừng nghỉ tuy vô tập lưu không thể phi hành nhưng vô luận hắn bay tới đâu bọn chúng đều ở dưới bám sát phóng không sợ trần mộ giết đến mỏi tay đám gia hỏa này mắt đỏ lừ, tựa như keo dính lẳng nhẳng bám không rời, khiến cho kẻ giết thú chuyên nghiệp như Trần Mộ cũng thấy mỏi tai. Đám gia hỏa này hoàn toàn điên rồi. Bản thân hắn không thể vĩnh viễn ở trên không. Trong tầng bụi này chỉ có nắp dưới khe nứt mới an toàn. Gió lốc có thể đến bất kỳ lúc nào. Khi đó thì hắn không thể không hạ xuống khe nứt được. Nhưng nhìn vào những đôi mắt đỏ kéo của đám vô tập lưu kia, hắn cũng có thể tưởng tượng được một khi hạ xuống, hắn phải đối diện với dạng công kích điên cuồng như thế nào không còn ưu thế về khoảng cách đám vô tập lưu dày đặc như châu chấu sẽ gặm hắn đến cả bả cũng chẳng còn xem ra mình đã chọc phải một tổ ong vò vẽ trần mộ nghĩ trong lòng nhưng tuyệt không hoảng hốt thần kinh của hắn đã được rèn luyện trong khoảng thời gian ở Bắc nguyên đến mức cứng rắn như thép cho dù là cận chiến sát sườn hắn cũng không một chút sợ hãi đám người ở phía dưới không thiếu cao thủ nhưng may mắn không có một ai khủng bố như gã đầu trọc nếu vẫn còn gã đầu trọc trần mộ biết chắc ngày hôm nay hắn tuyệt đối sẽ phải chết hư không kỹ của gã trọc đúng là đã đến cảnh giới kinh thế hải tục kỹ thuật cận chiến của y tuyệt đối không có đối thủ trong những cao thủ mà trần mộ đã gặp gã trọc tuyệt đối xếp ở nhóm vài người đứng đầu đương nhiên điều này cùng với hiểu biết của bản thân gã có trực quan hệ trực tiếp cái thứ hủy diệt trong chiến đấu kia lực lượng cuồng bạo đã dung hợp hoàn mỹ với kỹ xảo tinh tế vô cùng nhưng tình hình hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Hắn cho dù có lợi hại, nhưng chỉ là một cá nhân. Một khi mất đi ưu thế trên không, bị nghiền nát, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khí bụi trên thiên không đột nhiên ảm đạm, sắc mặt trần mộ không thể không biến. Bão cát sắp đến. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, chỉ trong tối đa 2 giờ nữa, bão cát sẽ đến. 2 giờ, ở phía dưới, đám bệnh hoạn điên cuồng vô tập lưu cũng đã nhận ra biến hóa của khí trời kẻ nào kẻ nấy hưng phấn đến trợn to mắt, trông cứ như hận đến mức không thể cắn từng miếng thịt trên người Trần Mộ xuống. Ở bên kia hình như có động tĩnh, khẩu khí của Tiểu Ba vẫn như trước, gã đột nhiên ngây người. Tạp Tú, xa xa trên thiên không có một điểm đen nhỏ, liên miên bất đoạn phóng ra những tia sáng màu đỏ từ trên cao quanh kích địch nhân ở phía dưới. Lão đại, chúng ta phát rồi. Đám thủ hạ hít một hơi lãnh khí, chỉ vào đám vô tập lưu dày đặc ở xa không một chút sợ hãi mà còn ẩn chứa vài phần hưng phấn. Bọn họ người nào người nấy xoa tài, hận không thể xông lên lập tức. Lần trước vẫn khí bọn họ không tốt, không giết được một gã địch nhân nào, so với chiến tích thì kém rất xa tổ một. Ghê gớm, quá trâu. Trời, đây là cao thủ dạng gì chứ? Đám tập tu thủ hạ của tiểu ba nhìn người người nhìn mê ly đến nhòe mắt. Đông vệ cao thủ tụ tập như mây, nhưng bọn họ vẫn chưa từng nhìn thấy ai chỉ bằng năng lực của một người lại phóng thích công kích có cường độ khủng bố như vậy. Ánh hồng quang như mưa chiếu rực cả một góc trời. Bọn họ quay đầu lại phát hiện, lão đại của bọn họ ngây ngốc nhìn lên thiên không, sững người bất động, chỉ có mấy sợi tóc trắng lặng lẽ phiêu động. Tăng hàng thủy dẫn tổ một thanh niên vệ, cuồn cuộn như nước lặng lẽ theo khe nứt tiến lên về phía trước. Y cực kỳ cẩn thận, thực lực của thanh niên vệ so với tạp tu liên Liệp thủ đoàn và một tự doanh vẫn còn kém một khoảng lớn để cho bọn họ có thể vừa rèn luyện vừa có khả năng bảo vệ chính mình, đó là trách nhiệm của gã. Nòng cốt của tổ một đều giống như gã, nhưng được Khương Lương dạy dỗ, bọn họ mỗi một bộ phận đều nghiêm khắc án theo bài học, không một chút buông lỏng. Trinh sát hai cánh, trinh sát đang xen yểm hộ tiền tuyến. Địch nhân bị gặp dọc đường thường không kịp phản ứng đã bị bọn họ giết chết. Bọn họ một đường đã giết chết năm tiểu đội địch nhân, tất cả đều toàn diệt. Cả đội đội ngũ chính xác như một cái máy tinh vi hoàn toàn nhịp nhàng, tầng tầng thôi động. Đội ngũ phía trước đột nhiên dừng lại, không cần hô một tiếng, toàn bộ đội ngũ tràn đầy ăn ý, tất cả mọi người lập tức dừng bước, chuẩn bị, sẵn sàng chiến đấu. Tăng hàng thủy biến sắc, ánh hàng quang trong mắt tam giác chớp động. Ở xa trên không, vô số tia sáng như mưa, ánh sáng đỏ rực lên, trong màn bụi trên không bắt mắt lạ thường tất cả các thành viên của tổ một thanh niên vệ đều hít một hơi lãnh khí sắc mặt biến đổi kỷ luật của bọn họ đã được duy trì ổn định rất lâu nhưng thần tình trên mặt bọn họ ánh mắt kinh hãi của bọn họ đã bạo lộ ra sự chấn động trong lòng bọn họ cùng với cơn phấn khích sôi sục trong ngực luồng sáng đỏ tươi mà chói mắt ngoài ra chẳng còn gì để hấp dẫn sự chú ý nhưng mật độ khủng bố của nó lại còn tính liên tục kinh người tính ổn định tính chính xác tổ một bình thường đã trầm tĩnh như máy móc đến giờ thì thực lực tắt tiếng thực sự tắt tiếng thậm chí còn có người không tự chủ mà dừng nhịp tim trong một giây nhưng những tạp tu trẻ tuổi mà có đầu óc linh hoạt sắc mặt lập tức biến đổi một lần nữa tạp tu trong đông vệ không có một ai sử dụng loại tạp phiến dặn chùm tia như thế này vậy phải chăng tạp tu đã tiến vào tầng bụi cái suy đoán đầy tính tai nạn này khiến bọn họ hãi hùng khiếp vía miệng khô lưỡi nóng bọn họ muốn mở miệng nói với thống lĩnh dự đoán của mình nhưng lại ngạc nhiên phát hiện Vốn trầm mặt âm lãnh, nhưng về hệ thống lĩnh lại ngay ra như tượng đất. Tổ hộ vệ dùng tốc độ cao tiến tới, so với thanh niên vệ, đội hình của bọn họ trông rất tùy ý, nhưng nếu nhìn kỹ lại lập tức phát hiện bọn họ phối hợp chặt chẽ, so với thanh niên vệ càng linh hoạt và biến hóa hơn vài phần. Tiến lên nhanh chóng, trận hình của bọn họ xem ra rời rạc, nhưng trên thực tế, mỗi vị trí của một người đều có thể yểm trợ cho ba đồng bạn khác. Sắc mặt Lô Tiểu Như có vẻ khó coi, Nhất Tượng Mi rời đi lâu vậy mà không một chút tin tức, tình huống như thế này rất hiếm khi gặp, khiến cho nàng hơi lo lắng. Không chỉ nàng, mọi người trong tổ hộ vệ sắc mặt đều ngưng trọng. Thực lực của Nhất Tượng Mi trong tổ hộ vệ xếp thứ nhất, đặc biệt về mặt trinh sát và ẩn giấu khí tức. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đúng tại lúc này, độ nghi trên tay Lô Tiểu Như đột nhiên khởi động. Lô Tiểu Như cùng lúc thở dài một hơi, khởi động thiên lý, trước mặt liền xuất hiện một màn hình ảo, nhất tự mi xuất hiện trên màn hình. Ngươi gặp chuyện gì thế? Giọng nàng gấp gáp, trong giọng nói chứa đầy sự quan tâm, tất cả mọi người đều súng lại. Cô xem, tựa như bị nhiễm bệnh của Quy, vốn đã ít nói bây giờ nhất tự mi lại càng kính miệng. Nhưng mà ở trong hai chữ này, mọi người lại tựa như cảm giác được tâm tình của Y đang chấn động kịch liệt. Trên màn hình, một thân hình dòng dỏng đang trôi nổi trong vô số những tia sáng đỏ chói thẳng tắp Lô Tiểu Như cảm giác như trái tim của nàng đột nhiên đình chỉ trong nháy mắt. Phía sau nàng, Tập Thủy Nhất ngây ngốc như gà gỗ, vẻ ác độc trên mặt ô vũ và chư hoành đột nhiên không cánh mà bay. Trên một tảng đá ở mép khe nứt, Huy ngây ngốc nhìn vào thân ảnh quen thuộc trên không trung. Khuôn mặt đờ đẫn giống như nham thạch cuối cùng cũng xuất hiện những tia biến hóa nhỏ dị thường. Tiểu bộ mặt cũng nghiêng đầu nhìn lên trên trời, đầu mũi đột nhiên nở ra, nước mắt không khống chế nổi, ào ào chảy xuống hai người ở phía sau dương sơn phi mồm há rộng vẻ không tin nổi đầy mặt nhìn lên bầu trời ánh hồng quang lấp loáng trên mặt nạ vàng nhạt tô ngây ngốc nhìn trần mộ ở trên không khó khăn nói gã gã trở lại rồi trong phòng tổng chỉ huy của căn cứ khe núi lớn bác nèo đang uống trà dạo này tình thế không được tốt áp lực lên lão rất lớn đối phương là chủ một vực có thực lực lật nghiêng một vùng so ra đông vệ tuy đã phát triển có gốc rễ nhưng còn xa mới bằng chủ của một vực nhưng bọn họ vẫn chiếm được tiên cờ tình thế vẫn chưa bại đến nước không có cách nào vãn hồi nói cùng kỳ quái lão vẫn cảm thấy thủ đoạn của đối phương có gì đó quen thuộc chẳng lẽ thật sự đã già rồi sao lão cười cười tự giễu một loạt các thủ đoạn của đường hàm phái mấy năm trước lão đã có cảm giác cực kỳ quen thuộc lại đến lần này lão lại có cảm giác quen thuộc không lẽ bản thân đã phát triển đến mức này trong lòng lão lại tự cười giễu thêm một lần nữa đường hàng phái là con trưng của trời vạn vạn lần không có khả năng cùng với lão trung niên như mình có quan hệ mà còn vực ha đi Hứ, lại càng là một thế giới khác lạ uống thêm một ngụm trà lão đang đợi tin tức tiền phương truyền lại thanh niên vệ và tổ hộ vệ đều đã xuất quân chỉ là quấy nhiễu bình thường trong căn cứ liệp thủ đoàn và mộc tự doanh đang tu chỉnh ánh đèn đỏ trên bàn chớp động tinh thần của lão chấn động tin tức tiền phương truyền đến lão ấn xuống ngọn đèn đỏ màn hình ảo lập tức xuất hiện bắn ra trước mặt trên màn hình chỉ có một người cùng vô số những tia sáng đỏ chói đinh đan chén trà rơi xuống đất tan nát tạp tu phụ trách cảnh giới bên ngoài nghe được động tỉnh hoảng hốt xông vào chỉ nhìn thấy tổng chỉ huy bát neo như tượng đá ngây ngốc nhìn vào màn hình ảo địch nhân hết lớp sống này đến sống khác bọn họ không một ai sợ chết người trước xông lên kẻ sau nối tiếp điều làm cho trần mộ cảm thấy đau đầu nhất là những chủng hình dạng vũ khí của lực lượng vô tập lưu kia lực lượng rất sung mãn chỉ cần quệt phải là gãy xương đoạn thịt mà theo thời gian trôi đi sắc trời càng lúc càng tối nó có nghĩa bão cát đến càng lúc càng gần trần mộ đã thấy mệt mỏi cảm giác của hắn đã tiêu hao cực đại đến mức công kích phóng ra đã chậm lại Địch nhân ở phía dưới càng thêm hưng phấn. Đó là tín hiệu, địch nhân đã suy yếu, địch nhân không còn nhanh được. Bọn chúng như giả thú thấy máu, biết rõ rằng món ngon đang tới rất gần, nhưng bọn họ lại không biết, nó cũng như một tiếng kèn lệnh. Một tiếng kèn lệnh mà có rất nhiều người chờ đợi đằng đẵng 3 năm. Xung phong! Không nói lời thừa, Quy nhảy sổ xuống dưới. Chỉ thấy hình ảnh của một người đột nhiên mơ hồ, tốc độ đã được gã đẩy đến cực hạn, Tiểu bộ mặt cũng không một chút xíu chậm trễ, vội vàng bám sát quy. Trên mặt vẫn còn hai vệt nước, nhưng hai hàng lông mi dày nhíu lại sát khí phần phật. Tô cười nhẹ, thật là làm cho người ta kích động. Wow, Dương Sơn Phi ngửa lên trời cười lớn, tiếng cười đột nhiên dừng lại, sung mãn gầm lên. Sát! Hai người hóa thành hai vệt sao băng, hướng địch nhân xong tới. Người trên không trung động tác trở nên chậm chạp, Tiểu ba như vừa tỉnh mộng, đồng tử thu lại, mái tóc dài màu bạch kim phất phơ trong không trung quỷ dị dừng lại, vẻ chậm rãi trên mặt không biết biến mất vô ảnh vô tung từ lúc nào, vẻ ác độc sát khí thoát phủ đầy mặt, gã vung tay chỉ về phía trước. Tất cả đều nghe cho rõ đây, ma quỷ trước mặt. Giọng nói tựa như từ trong hang sâu truyền đến mang theo một cổ hàn khí thấu xương. Tiêu diệt bọn chúng, không chết không dừng. Toàn bộ tập tu tổ hai trong lòng phát rét, rồi lập tức hưng phấn trở lại, trong các cuộc chiến trước đây của bọn họ Chưa bao giờ lỡ đại lại ra một lệnh công kích độc ác như vậy Quyết liệt như thế Tiêu diệt bọn chúng Cả ngàn con sói cùng gầm rú Không chút ẩn hình Không chút sợ hãi hay chậm trễ Tiếu ba vượt lên phía trước Đi tới phía trên cùng tựa như một con sói bạc kiêu ngạo Tiêu diệt bọn chúng Hành động của tiếu ba Làm cho chiến ý của tất cả đám tạp tù bùng phát Chỉ trong chớp mắt tình cảm của bọn họ Không còn cấm chế là chấn động Phát thành tiếng gầm rú Xung phong Tiểu bà rống giận một tiếng Hướng phía trước xung phong đầu tiên Xung phong Đám tập tu không cần phải áp chế chiến ý trong lòng Mặc cho chúng bùng phát Bọn họ tựa như bầy sói đi theo con sói đầu đàn Thế như sấm sét nhằm địch nhân vô tới Con mắt tam giác của tan hàng thủy Dường như nhắm tích Thành còn một khe hẹp Gã nhận ra tiết tấu công kích của bóng người trên không đã chậm lại Góc mắt nháy động Mặt trầm như nước Đám thu hạ trong lòng nghiêm nghị Vẻ mặt này của thống lĩnh thật là hiếm thấy Mọi người, mục tiêu vô tập lưu. Âm độc tựa như phun ra từ kẻ răng, kiên quyết như chưa từng bao giờ có. Tang Hằng Thủy nặng nề phúng ra. Tử chiến. Tử chiến. Trong lòng mọi người rung mình, đều nhịp âm âm ứng tiếng. Tổ một lập tức biến trận thành hình công kích, không như bình thường đứng ở giữa đội. Tang Hằng Thủy thông thả đi đến đầu mũi tên, gã cũng không nói thêm một lời, chỉ cúi đầu bắt đầu kiểm tra độ nghi của bản thân. Nhưng động tác lặng lẽ này lại mang một cổ quyết tâm chiến ý nhanh chóng truyền lan trong đội ngũ trong ngực đám tập tu trẻ tuổi như có một đám lửa không một ai nói ngọn lửa trong lòng càng đốt càng mạnh tựa như muốn phá ngực mà xuất ra bọn họ cố gắng kiềm chế xung động vững vàng như đinh đóng tại vị trí của mình nghiêng đầu nghiêm túc mà bắt đầu kiểm tra trang bị hoàn thân chỉnh trang hoàn tất đội ngũ lạnh lẽo như đao không nói lời thừa tan hàng thủy tay chỉ tiền phương hạ giọng quát tiến lên đội ngũ lặng lẽ tiến lên như vừa đồng ngâm lại như nước thép đang chảy bám theo khe nứt hướng đến vị trí địch nhân mà đến lâu tiểu như khôi phục tỉnh táo nàng cảm giác như trái tim muốn nhảy vọt ra ngoài nàng chăm chú cắn môi tầm nhìn trước mắt như mơ hồ nàng cố mở to mắt gắn không để nước mắt tràn ra sát nàng thở ra một tiếng nàng sợ nếu nói thêm một tiếng nữa nước mắt sẽ không kìm được mà tràn ra mất sát tập thứ nhất đẩy đẩy gọng kính mắt kính hàng quang nháy động sát 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 ô vũ cùng chư hoành đắm ngực phẫn nộ hai người bọn họ như con thú phẫn nộ phát ra tiếng rống điên cuồng sát toàn bộ mọi người trong đội ngũ tựa như bị điên hết cả căn cứ khe núi lớn đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo chiến đấu sắc bén căn cứ lập tức lâm vào cảnh hỗn loạn một đám tất cả tập tu đều dừng công việc đang làm cấp tốc chạy về vị trí tiểu đội của mình phải chăng là địch nhân sắp tiến công? Trên mặt, mỗi tập tu đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Chuyện gì thế? Raphael vừa lúc gặp được Sanse đang chạy đến điểm tập kết. Không kịp tránh Sanse vội lắc đầu. Không rõ, nhưng lệnh cảnh báo chiến đấu là do lão đại phát ra. Chắc chắn là xuất hiện tình huống lớn. Lão đại, trong giọng của gã, chỉ có thể là bác nèo khi hai người đến nơi trên sân thông thoáng đã đầy những đầu là đầu hai người không thể nhìn được mà hít vào một hơi lãnh khí hai mặt nhìn nhau gần như tất cả mọi tập tu đang ở trong căn cứ đều tập trung tại đây phải chăng hành động lần này là muốn dốc toàn bộ lực lượng tình huống gì mà lại nghiêm trọng đến bước này trên mặt hai người không kìm nổi vẻ lo lắng liệp thủ đoàn và mộc tự doanh cấp tốc hoàn thành tập kết rất nhanh bác neo xuất hiện trước mắt của mọi người lão toàn thân y phục chiến đấu chỉnh tề ngay lập tức khiến mọi người kinh hãi chẳng lẽ lão đại muốn tự thân ra trận tình hình đã nghiêm trọng đến nước này sao không một lời động viên không một lời giải thích bác nào chỉ hạ một mệnh lệnh cực kỳ ngắn gọn đơn giản xuất phát tất cả tập tu cấp tốc bay lên tập thể chỉ thấy bầu trời dày đặc tập tu tựa như một đám mây đen liên miên bất tuyệt toàn cảnh hoành tráng đến cực điểm Tạp đồ chương 607 Ta đã trở lại Quy như một cơn gió Dùng mắt thường khó mà nhìn được thân ảnh của gã Những chỗ gã đi qua Tiếng xương gãy vỡ tựa như tiếng nhạc dày đặc liên tiếp Đám vô tập lưu dọc đường Như bị toa xe tông thẳng vào Bắn tung ra xa như bao cát Có thể dùng chữ tả sung hữu đột Để hình dung cũng không sai Nếu nhìn từ trên không xuống Có thể thấy lỗ tuyến của Quy Là một đường thẳng từ chỗ gã động thân tới vị trí của trần mộ là một đường thẳng ngắn nhất gã không quan tâm xem địch nhân nhiều đến đâu gã không để ý đến địa hình hiểm trở gã không cần nghĩ vòng vo gã không dương đông kích tây bởi gã là quy vô tập lưu vô địch không người sánh nổi cho dù dạng cao thủ đỉnh phong như tô và dương sơn phi cũng chỉ có thể bái vọng trong lòng kẻ hiếu chiến phát cuồng như dương sơn phi máu đã sôi lên sùng sục hai mắt của gã đỏ khé toàn thân được bọc trong lòng lưới điện trông như lôi thần trong truyền thuyết lôi điện cuồng bạo trong tay y rất ngoan ngoãn y có thể tùy ý mà biến hóa nó thành các chủng hình dạng phàm bị y đánh trúng thi thể được cháy đen thui toàn bộ cho dù thân trong hỗn chiến tô vẫn ung dung ưu nhã như cũ mười ngón tay máy động làm ra mười tia sáng khác nhau mười ngón tay lưu loát như nước chảy mây trôi như múa trong không trung tựa như lưới những ngón tay đó là một phím đàn trong suốt so với lối đánh bạo lực dứt khoát của Quy hay như lôi thần nổi giận của Dương Sơn Phi thì hoàn toàn khác. Lối đánh của Y sang trọng không một chút khói lửa. Những địch nhân bị Y giết đều trông tự như đang say ngủ, không thấy được một vết thương. Phong cách chiến đấu của tiểu bộ mặt được thừa kế từ Quy, hành động dứt khoát, chém sắc như đao, nói về hiệu suất tuyệt không có một chút lực dư thừa. Trên bộ mặt non nớt là vẻ lạnh lùng so với kẻ phi nhân loại như Quy, lực lượng của cậu ta còn kém rất xa, bởi vậy để bổ trợ cho khuyết điểm này cậu đã tăng cường tần suất công kích điều này khiến cho công kích của cậu ta càng thêm hư ảo bốn người này không ai không là nhất lưu cao thủ tuy số lượng không nhiều nhưng đột nhiên bung ra lực chiến đấu cực kỳ khủng bố nên trong nhất thời không một ai có thể đỡ được bọn họ từ vô số trận quyết chuyến mà sống sót trần mộ ngay lập tức phát hiện biến hóa vi diệu của chiến trường lúc hắn nhìn thấy quy nhìn thấy kẻ đang xông thẳng đến chỗ hắn là quy thời gian dường như ngừng lại niềm kinh hỉ từ nơi thâm sâu nhất trong người hắn đột nhiên phát ra như dòng điện truyền khắp toàn thân mỗi lỗ chân lông tựa hồ ở trong lúc này đồng thời giãn nở bao nhiêu lao lực bao nhiêu áp lực trong lúc này không cánh mà bay ta đã trở lại trôi nổi trên không trung trần mộ giang rộng hai tay phóng ý hét lớn ta đã trở lại ta đã trở lại ta đã trở lại trong tầng bụi thông thoáng tiếng hét của gã được truyền đi xa xa mãi thú vương trước đám sĩ tốt tuyên bố sự trở về của chính mình. Quần thú cũng dùng chính tiếng gầm gừ của bọn chúng mà phúc đáp. Sát! Tiểu bà rống lên, mang theo băng lạnh và sát khí độc hữu của gã. Mái tóc bạch kim chảy dài phía sau cũng múa lên như ngân đào. Thân hình cao ráo, khuôn mặt tuấn mỹ, lạnh tựa hàng băng vạn năm nơi cục địa, tán phát khí lạnh thấu xương. Sát! Tiếng gầm trầm thấp của tang hàng thủy, tựa như từ địa ngục, vọng về vẻ lạnh lùng cùng khắc khổ lúc này bị vứt đi bằng sạch chỉ nghĩ như điên cuồng lúc trước giờ như hung thú hồng hoang thoát xích sát khí bản năng cực nguyên thủy bành trướng kịch nộ nhắc tự mi tự như một đạo u linh xuyên thoi trong chiến trường so với năm xưa bây giờ gã đã tái hiện lại phong thái ngày xưa của thập tự dạ không thấy được đến nửa điểm dấu vết cùng sinh khí y tựa như vua của bóng tối mà hành tẩu từ đó bình tĩnh thu gặt sinh mệnh của địch nhân Lô Tử Như nghe được lời của Trần Mộ, dòng lệ đã khô trong hốc mắt, giờ lại không nhẫn được mà tràn ra. Cánh tay trắng ngần đầy đặn dương cao. Sát! Nàng chỉ phúng ra được một câu, kiên định như thép, vững vàng như đá. Nàng tự thân dẫn đầu tiến vào chiến trường. Sát! Tập thủy nhất phát hiện trái tim lạnh lùng bình tĩnh của mình tựa như bị một thứ gì đó kích động hoàn toàn, tựa như bão táp, khiến cho y cũng không thể kìm được mà phải phun ra những tiếng sát, sát, sát hai gã hung vật ô vũ và chư hoành lại tựa như hai con ác long nhe răng múa vuốt gầm rú mà xông vào bầy địch mấy đội ngũ đột nhiên tiến vào chiến trường lập tức loạn thành một đám tạp tu quanh kích thành quy mô là một chuyện cực kỳ đáng sợ từ quan cảnh trên chiến trường là có thể thấy áp đảo vô tập lưu rất nhiều vô tập lưu có thể cùng đôi co một hai với tạp tu ấy là bởi hoàn cảnh độc đáo đặc biệt của tầng bụi nhưng nếu như tạp tu không sợ bão lốc trời lập tức trở thành thành lũy cực tốt của tạp tu công kích đầy trời từ trên không xuống vô tập lưu ở phía bên dưới không có chỗ trốn nếu như vô tập lưu lúc này bỏ chạy thắng thua còn khó nói khe nứt không thích hợp cho chiến đấu của tạp tu nhưng lại là địa hình thích hợp nhất để vô tập lưu phát huy nhưng bọn họ không rút lui tiếng phá không của vô số hư không kỹ khiến cho người ta phải nhảy dựng đám vô tập lưu muốn bằng cách này để chống lại công kích năng lượng hai loại va chạm sống trùng kích như bảo táp tản ra tứ phía Trần Mộ lặng lẽ trôi nổi ở trên không. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều vô tập lưu đồng thời phát ra hư không kỹ đến như vậy. Tràng diện trông cực kỳ hùng tráng. ở trên không lặng lẽ nhìn đến, hắn đột nhiên cảm thấy trăm vị hỗn tạp trong lòng, cảm khái vạn phần. Hắn thậm chí không biết cảm khái về cái gì. Có niềm vui, có mất mát, có như trút được gánh nặng, lại cũng có chút mơ hồ. Nhưng rất nhanh, hắn khôi phục thanh tĩnh chiến trường thảm liệt ở phía dưới đề tỉnh hắn biết mình đang ở đâu hư không kỹ cùng với năng lực cận chiến là vũ khí mạnh nhất mà vô tập lưu dùng để chống lại tập tu nhưng nó cần được tiền đề và hoàn cảnh nhưng lúc này khi bão lốc đáng sợ đang đến gần toàn bộ tập tu đều trôi nổi trên không trung điên cuồng công kích tình thế chiến trường lập tức nghiêng hẳn về một bên vài ba công kích ban đầu dường như bị từng vùng từng vùng hư không kỹ chặn lại nhưng rất nhanh vô tập lưu của vực mohadi bắt đầu xuất hiện thương vong quy mô lớn đối với tập tu đông vệ mà nói công kích quy mô là thứ bọn họ phải học cực kỳ quen thuộc nhưng đối với đám vô tập lưu của vực mohadi mà nói bọn họ chưa từng có tiền lệ phối hợp quy mô sử dụng hư không kỹ bọn họ thiên về lực lượng cá nhân để đau khổ chống đỡ có phối hợp thắng không phối hợp phối hợp tốt thắng phối hợp kém đó là tư tưởng cốt lõi nhất của chiến đấu tập thể vô tập lưu của vực Mohadi bắt đầu xuất hiện thất bại. Sức mạnh của một cá nhân có thể dùng ưu thế số lượng người mà giết, nhưng với ưu thế trên quy mô lớn như vậy lại làm cho người ta mất đi dũng khí tranh đấu. So về khả năng chỉ đạo, Trần Mộ không bằng bác Neo, thậm chí hiện tại hắn cũng không lương thiện bằng. Nhưng chiến đấu bao năm, nguyên tắc cơ bản nhất hắn cũng nắm rõ. Khi hắn phát hiện địch nhân có dấu hiệu thất bại, không một chút do dự mà gầm lớn, sát, rồi xông thẳng vào đám địch nhân trước nhất, những người khác thấy vậy lập tức cùng hắn truy sát. "Vương không ổn, không ổn rồi." Giọng của đám thủ hạ đầy vẻ kinh khủng. "Sợ cái gì?" Vương không vui nói, "Xảy ra chuyện gì?" Tiền Phương liên tục bãi từng bước từng bước. "Bãi?" Vương giận quá phá lên cười. cười. "Thật là một lũ ăn hại, ngay cả một người mà cũng không đánh được. Chúng ta đột nhiên bị một lực lượng lớn tập tu công kích, tiền tuyến chịu không nổi, bọn họ đang quay đầu bỏ chạy." Vẻ mặt thủ hạ tái nhợt tạp tu đầu óc của vương nhanh chóng thanh tĩnh trở lại nhất định là đám tạp tu đó là đám tạp tu mà mấy ngày nay bọn họ tìm kiếm hẳn lập tức ý thức được tình thế nguy cấp một gã cường giả cho dù lợi hại cũng chỉ là một người nhưng nếu như xuất hiện vài đội tạp tu đó đúng là chuyện không ổn thua trận như tuyết lở một khi đã tan ra thì sẽ hết chuyện này lại ra chuyện khác gã giật mình trợn mắt trầm giọng nói các bộ lạc chuẩn bị phòng thủ cảnh cáo đám binh lính thất bại lùi sang hai bên cánh nếu dám phá vỡ phòng tuyến giết không tha chuyện này gã thù hạ biến sắc còn không nhanh đi vương nổi giận quát nhận được mệnh lệnh các bộ lạc không dám thất lễ lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu bọn họ đặt căn cứ ở một khe nứt có địa thế bằng phẳng và rộng rãi bảy bộ lạc phân tán xung quanh lều của vương tầng tầng bảo vệ giới bị xâm nghiêm tất cả các chiến sĩ đều vào vị trí chiến đấu thích 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 mặt đất chấn động như có vô số con ngựa hoang đang điên cuồng phi tới. Những chiến sĩ có kinh nghiệm mặt lập tức biến sắc. Đó là tiếng động của cực nhiều người đang chạy mới tạo ra được. Đến rồi, chuẩn bị chiến đấu. Tiểu đội trưởng tiền tuyến sắc mặt trắng bệch nhưng cố nén phát ra mệnh lệnh. Không một ai tưởng tượng được căn cứ được bố trí tầng tầng lớp lớp của bọn họ lại không chặn được bước chân của quân địch. Càng lúc càng nhiều chiến sĩ bỏ trốn chạy tới, địch nhân lại như bầy lang sói bám sát bầy dê đang kinh quản ở phía sau bọn họ đã nhận được thông tin tuyệt đại đa số căn cứ không bị địch nhân công phá nhưng lại bị đám người nhà bại trận mà hoàn toàn mất đi lý trí này tự tài phá hỏng âm 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 tiếng vang mỗi lúc mỗi lớn mà càng lúc càng dày đặc sắc mặt gã tiểu đội trưởng càng ngày càng trắng mắt của hắn một chớp cũng không chăm chăm nhìn vào nơi góc quanh của khe nứt ở phía tiền tuyến vừa mới có gã đào binh đầu tiên xuất hiện đồng tử của gã đột nhiên thu lại hô lên chuẩn bị chiến đấu Cùng lúc đó, mấy trăm gã binh sĩ ở tiền tuyến dùng hết sức gào lên. Vương có lệnh, kẻ nào xông vào bản trận, giết không tha. Đám người khác lại gào lên như bỏ mạng. Theo hai cánh rút lui, theo hai cánh rút lui. Những binh sĩ bỏ chạy đầu tiên mặt đầy kinh khủng và hoảng sợ, bọn họ cũng gào lên. Cứu mạng, cứu mạng. Tiểu đội trưởng cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi và không đành trong lòng, nhắm mắt lại, đột nhiên vùng tay. Xong trận, giết. Đã sớm chuẩn bị, đám binh sĩ đồng thời phóng thương vì để chống lại đợt công kích những binh sĩ được phái tới tiền phương đều là những người tinh nhuệ năm trăm lính tinh nhuệ phóng ra năm trăm cây thương với lực lượng kinh người tiếng rít sắc nhọn át hết mọi tiếng động khác một đầu bắn thẳng vào đám binh sĩ ngọn thương sắc bén đào ra vô số những đóa hoa máu có rất nhiều thương thậm chí xuyên tá qua thân thể mấy người đám đào binh như thủy triều tràn đến bị quét trắng một khu chừng năm mươi mét đám lính bại trận đầu ngay ngốc bọn họ không tin nhìn vào vô số thi thể đang nằm trong vũng máu trước mặt. Vương có lệnh, kẻ xong vào bản trận giết không tha. Giọng hô lạnh lẽo, không một chút tình cảm, nhưng lại như hồi chuông khôi phục cho đám bại binh thanh tĩnh. Vương có lệnh, theo hai cánh rút lui. Đám bại binh khôi phục do dự một chút rồi rất nhanh như nước gặp phải đá cứng, chia làm hai đường, dọc theo hai bên trận địa mà đi. Nhưng lúc này không một ai nhận ra được, đội ngũ do bác Neo dẫn dắt đã im lặng đến bên trận địa của vực Mohadi. Chương 608 Mất mạng Bác Nêu cố gắng nhẫn nhịn sự kích động trong lòng Không hội quân cùng với bọn trần mộ Mà trực tiếp dẫn quân im lặng Ém sát bên sườn của địch nhân Không thể không nói Trình độ chiến thuật của bác Nêu Cao hơn một tầm so với bất kỳ ai Khi lão dẫn đội ngũ im lặng Ám vào sườn của địch nhân Mà địch nhân không một chút nhát phát hiện Lão vẫn không phát động lập tức Tiếp tục nhẫn nại đợi thời cơ Tuy tiền tuyến của đối phương Thất bại nhưng tịnh vẫn chưa bị thương tới nền tảng ngay khi lão nhìn thấy nghiêm trận đang đợi chờ của địch nhân trong lòng liền rõ ràng nếu bây giờ mà đột trận của đối phương khi mới hỗn loạn chiến đấu sau đó có khả năng cực cao là rơi vào thế giằng co đây là thứ mà lão không muốn thấy trong lòng lão sốt ruột nhưng trên mặt không một chút biểu lộ ngẩng đầu nhìn về nơi xa trên bầu trời bầu trời xám tro đang dần dần tối lại tựa như sắp nhìn được cơn bão cát mù trời ở phương xa thời gian không nhiều lắm nếu như không có cơ hội, lão chẳng thà đợi cho đến lần sau. Trường chiến đấu hôm nay, nguyên khí của đối phương cũng đã đại thường, mặc dù hôm nay hai bên giao tranh rất ngắn nhưng lại giúp lão nhận ra sai lầm của thời gian trước. Chiến đấu đội ngũ nhỏ là phương thức đối phương quen thuộc nhất, chiến đấu có tổ chức biên chế đại quy mô ngược lại mới là yếu điểm lớn nhất của đối phương. Sự sai lầm của lão đối với vực Mohadi trước đây là do có quá ít tin tức, nhưng cuộc chiến ngày hôm nay đã giúp lão nhìn rõ không ít thứ đối với người chỉ huy cấp bậc như lão mà nói chỉ cần đối phương có một nhược điểm là đủ cho bọn lão tìm ra phương pháp thắng đối phương lão đã có nắm đủ trong tay khả năng đánh bại vô tập lưu vực mohadi cho dù hôm nay một trận không xong lão cũng không tiếc bởi vì ông chủ đã trở về trở về là tốt rồi câu này là câu mà lão niệm trong lòng nhiều nhất chẳng lẽ mình già rồi bác neo đã có lúc nghĩ như vậy Năm xưa ông chủ việc cứu lão mà bị gió lốc cuốn đi, lão không dám trách ai, chỉ biết cố chấp cho rằng ông chủ nhất định sẽ trở về, mặc cho lý trí nói với lão, khả năng này là cực thấp. Chính bởi vì cố chấp, lão cự tuyệt trở về liên bang, kiên trì thủ tại căn cứ khe núi lớn gian khổ thiếu thốn. Không ngờ ông chủ thật sự đã trở về. Trong lòng lão bị niềm vui lấp đầy, thậm chí đến cả sát khí cũng nhạt phai đi ít nhiều sự trở lại của ông chủ đối với bọn họ mà nói là điều quan trọng nhất bọn họ vì ông chủ mà xây dựng nên cơ nghiệp này trừ ông chủ ra không một ai đủ quy vọng có thể lãnh đạo mọi người mấy năm nay đông về sử dụng phương thức liên hợp quyết nghị khi có vấn đề lớn thực tế chỉ là tạm dùng nhưng mà khi bọn họ già đi nhất là lão cùng hề bình thì có khả năng cực lớn là cục diện mất đi khống chế nhưng bây giờ ông chủ đã trở lại nỗi lo thường trực trong lòng lão không cánh mà bay chân bước tựa như nhẹ hơn rất nhiều. Khi nhìn thấy ông chủ ngập trong nguy cơ, phản ứng đầu tiên của lão cũng là phẫn nộ, nhưng là một vị chỉ huy đỉnh danh, lão nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Trừ quy ra, lão là người ở cạnh ông chủ lâu nhất, cách nhìn của về ông chủ của lão so với người khác sâu hơn rất nhiều. Mà sau khi nắm rõ hướng đi của các đại đội, lão lại càng không lo lắng. Chỉ cần có bốn người, quy, ông chủ đã tuyệt, bất không còn lo mất mạng, chưa kể là còn tăng hàng thủy và Tiếu ba xuất lĩnh thanh niên vệ rồi còn lô tử như và nhất Tự mi dẫn đội hộ vệ giỏi nắm bắt thời cơ mới là một vị chỉ huy nói gì đến bác nếu vị trí xuất hiện của lão bây giờ cơ bản là chiếm đủ ưu thế nếu hôm nay không đánh gục địch nhân cũng có thể xung phong chém giết một trận tiêu giảm cực lực thực nhiều của địch nhân nói cách khác lão đã đứng vào thế bất bại đoàn quân truy đuổi bại binh của Trần Mộ cuối cùng đã xuất hiện trong tầm nhìn của địch. Trên không, tầm nhìn của Trần Mộ rất lớn. Ngay khi vừa phát hiện đội ngũ ngắm ngầm mai phục của bác Nèo, trong lòng hắn đã ngầm tán thưởng bác Nèo lợi hại. Hắn cũng lập tức biết rõ mình phải làm gì. Phía sau hắn, Tang Hàng Thủy và Tiếu Ba, hai người đều cực kỳ phấn khích. Bọn họ không chỉ nhìn thấy ông chủ trở về, mà còn kề vai sát cánh cùng ông chủ tác chiến. Niềm sướng khoái đó thật khó tả bằng lời cả đám tập tu vừa mới đại thắng sĩ khí cũng đại chấn sự kích động của những người cũ trong đám tập tu khi nhìn thấy trần mộ đã nhanh chóng khiến cho đám tập tu gia nhập sau này hiểu ra nam nhân cường đại thần bí này là ai bọn họ chưa từng nhìn thấy trần mộ nhưng năm xưa dưới cái nhìn của vạn chúng câu nói vậy danh hiệu bạch tổng quản này ngươi đã nghe qua chưa đã làm dậy nên một cơn bão lốc nam nhân nổi danh mà chưa gặp mặt này đã từng làm ra rất nhiều chuyện truyền, truyền kỳ phàm là người gia nhập đông vệ có ai mà không biết cơ chứ vô luận là tại đông vệ hay là ở bên ngoài đều lưu truyền lời đồn trần mộ mất tích cho tới nay đó là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất tới niềm tin của mọi người đối với đông vệ tất cả mọi người đều hiểu kẻ năm xưa xưng bạch tổng quản mà lãnh tụ là lãnh tụ chân chính của đông vệ nhưng ai mà ngờ được ngày hôm nay người được gọi là bạch tổng quản kia đã trở về mà không chỉ là trở về lại còn dẫn dắt bọn họ chiến đấu. Liếc qua một trận địa nghiêm chỉnh đang chờ đón của địch nhân, Trần Bộ không manh động. Vương thông thả đi ra khỏi tướng bồng, nhìn địch nhân trên trời, không vui nói. Ở tiền tuyến chúng ta có nhiều người như vậy, sao lại để cho một dúm địch nhân đánh bại cơ chứ? Những người xung quanh Vương mặt không thể không lộ vẻ xấu hổ. Chính xác, địch nhân trên không trung không tới 3.000, con số này đúng là không nhiều có thể là địch nhân cao cường hơn so với dự đoán, một thủ lĩnh bộ lạc nói, chỉ là giọng càng lúc càng nhỏ. Hứ, dưới chiếc mặt nạ truyền ra một tiếng cười lạnh. Dũng sĩ tinh nhuệ gì chứ, toàn là một lũ ô hợp, thế mà cũng là vũ dũng lưu truyền ngàn đời của các bộ lạc sao? Hứ, tổ tiên của trên trời, nếu có nhìn thấy đám đồ tứ đồ tôn của họ sợ hãi như vậy, thật trong lòng không biết cảm thấy như thế nào nữa. Tất cả các thủ lĩnh bộ lạc ở xung quanh toàn bộ đều cảm thấy xấu hổ muốn chết. Liên quân lần này tổng cộng có 9 bộ lạc, số lượng chiến sĩ của bộ lạc lớn nhất không dưới 3.000 người. Vậy mà bị đối phương không tới 3.000 người đánh cho thất bại thảm hại, mặt mũi của bọn họ quả thật là khó coi. Có vương ở phía sau, đám binh sĩ tiền tuyến cố gắng phấn chấn tinh thần. Tiểu đội trưởng ở tiền phương liếc mắt ước lượng đại khái khoảng cách giữa hai bên, mạnh mẽ hô to. Địch nhân trên cao, thương cánh rộng, phóng, thương cánh rộng là loại thương được lắp thêm hai cánh trên thân có thể gia tăng cho thương tính ổn định và tính phóng khi bay. 500 gã chiến sĩ đồng thời rống giận như đất bằng dậy sóng, mặt của bọn họ trướng đỏ, dũng khí toàn lực, lực toàn thân phóng ra thương cánh rộng. Tiếng phi hành của thương cánh rộng cực kỳ đặc biệt, tựa như bầy rắn phát ra tiếng huyết gió. 500 chiến sĩ vô tập lưu đã kinh qua huấn luyện đặc thù, lực lượng kinh người, lực phóng cực mạnh, mỗi cây thương cánh rộng màu đen trên tay bọn họ được phóng đi rất xa, khiến ai nấy trố mắt há miệng. 500 ngọn thương tựa như một màn mưa đen, nhanh chóng tới trước mặt mọi người. Công kích của đối phương nằm ngoài dự đoán của Trần Mộ, nhưng rất nhanh thả lỏng. Vô tập lưu tuy không có khả năng phi hành, nhưng về phương diện lực lượng và khống chế lực lượng thì mạnh hơn tập tu không biết bao nhiêu lần. Tạp tu bình thường mới gặp dạng công kích thế này Chỉ sợ chân tay đã loạn Nhưng đối với tạp tu đông vệ Đã từng cùng vô tập lưu của vực Mohadi chiến đấu mà nói Bọn họ tuyệt không giật mình Công Tiểu bà sát khí đằng đằng Phong Tan hàng thủy Mặt không cấp bách Vô số bạo đạn đỏ như quất Trông như từng mặt trời nhỏ thông thả mọc lên Đồng thời một lưới điện màu bạc cực lớn xuất hiện trước mắt mọi người Thường cánh rộng ra sức đâm vào lưới điện Trong tiếng vỡ vụn bóp bóp có lẫn những tia phóng điện lẹt xẹt thương cánh rộng bị đánh gãy từng mảnh thậm chí có cái bị nổ vụng gã tiểu đội trưởng ở phía dưới sắc mặt biến đổi vội vàng quát thương cánh rộng phóng những đội ngũ khác lúc này cũng không nhịn nổi quát lên những tiếng bất phục loáng một cái thương bay như mưa lưới điện chịu không nổi nổ tung biến thành vô số tia điện biến mất trong không trung tàn hàng thủy sắc mặt biến đổi vội hét phong lại một tấm lưới điện sau hai giây bóp lại tàn nát Phong, tấm lưới điện thứ ba, tập tu tổ một của thanh niên vệ lúc này sáng mặt trắng bệch rất xấu, loại phòng hộ quy mô cực lớn thế này tiêu hao cực nhiều năng lượng. Chính lúc này bên tai nghe được tiếng rống cuồng nộ, tiêu diệt bọn chúng. Hơn một ngàn quả bạo đạn đỏ như quýt bốc lên, lại như hơn một ngàn vì sao băng đầy trời kính đất phóng phía dưới đối phương đang đại kinh thất sắc. Tiểu đội trưởng tiền tuyến lớp thứ nhất hải hùng thất sắc giọng như méo đi mà hét, ngăn chúng lại. Mấy vòng vừa rồi toàn lực phóng thương 500 chiến sĩ cũng có chút mất sức May mắn là vào lúc này Chiến binh của đội ngũ khác thấy không ổn Đã xuất thủ cứu trợ Tiếng phá không của thương Tiếng xé gió của hư không trảm Tiếng rít nhọn hoắt của hư không trùy Liên miên bất tuyệt bên nhĩ Ram 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 Bầu trời nổ thành một mảnh Những bảo đạn bị bắn Chặn nổ tung trên không Lửa đỏ từng đoàn rực cháy bầu trời nhưng vẫn còn có rất nhiều quả lọt lưới rơi vào trận địa, ác mộng bắt đầu. Vô tập lưu giỏi công không giỏi thủ, đặc biệt là đối với loại công kích năng lượng, mỗi quả bạo đạn rơi xuống trận địa đều nổ tung cùng với vô số máu thịt tàn chi, những vô tập lưu chiến sĩ này không ai không nhìn thấy một màn chém giết, nhưng bọn họ chưa từng nhìn thấy màn chém giết tránh cũng không nổi nào, khủng bố như thế này. Lực lượng của mỗi cá nhân này đều chỉ là hạt cát, bọn họ không biết cách tự bảo vệ trong màn nổ của tạc đạn, bọn họ đến từ những bộ lạc bất đồng, không có phối hợp, không có yểm trợ, không có ăn ý. Ngay khi bọn họ bị làn sóng tạc đạn nổ cho phát mộng, bác nèo phát động. Đốt tiền phóng thích ra những ngọn lửa âm độc quỷ dị là đợt công kích thứ nhất. Được các vụ nổ yểm trợ giúp đỡ, từng đó, từng đó lửa nhỏ bay đến trước trận địa mới bị phát hiện. Nhưng cho dù có nhìn thấy mưa lửa đầy trời, nhưng ai nấy đều cũng không thể không cảm thấy bất lực, chán nản dưới cơn tuyệt vọng bọn họ điên cuồng phóng ra hư không kỹ hy vọng tiêu diệt đám lửa quỷ dị nhưng hung danh lẫy lừng của đốt tiền ngay ở liên bang cũng khiến mọi người kinh sợ đâu dễ bị diệt như vậy ngọn lửa có thể bị cắt ra làm hai đám có thể bị đập tan thành một đám hoa lửa nhưng cực khó dập được nó mỗi một đám lửa nhỏ đáng sợ một khi bám vào thân thể lại đột nhiên bùng trở lại bọn binh lính chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì khủng bố quỷ dị như vậy nhìn đồng bạn đang ở trước mặt cứ thế bị thiêu đốt biến thành cả một cây lửa lăn lộn trên mặt đất kêu gào thảm thiết ý chí của bọn họ kết cục đã tàn nát tốc độ của đám lửa này không nhanh chỉ cần bọn họ quay người bỏ chạy là những ngọn lửa này có đuổi cũng không theo được bọn họ quyết định chọn bỏ chạy bên cánh thất thủ tình thế lập tức nghiêng về một bên thung 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 những tiếng bạo âm trầm rền như tiếng sấm tựa như tiếng dồn của trống trong chiến trường đang loạn là có thể nghe được rõ ràng, liên miên, bất tuyệt bên tai. Phúc, huyệt thái dương của gã tiểu đội trưởng tiền tuyến hay đóng giận, đột nhiên nổ bung ra như một đóa hoa máu, động tác của gã khựng lại, giật giật rồi ngã xuống. Cả một lớp người tựa như lúa mạch bị gặt, dưới trận tập kích của đoàn bạo âm, từng lớp, từng lớp ngã xuống. Loa văn thư tòa Tên không trung nhìn thấy một màn này trong lòng trần mộ lập tức hiểu rõ. Thắng rồi! thời điểm bác nail xuất thủ khiến hắn cảm thán không ngừng quả là gừng càng già càng cay bác Nèo đã chiếm chủ động hoàn toàn chiếm ưu thế tuyệt đối với ưu thế như vậy nếu lão mà còn không thắng được thì lão chẳng phải là sói hắn đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh là quy quy vọt lên trong trận địa khiến trong lòng trần mộ thấy nghi hoặc tư thế vọt lên của quy đầy vẻ kiên quyết trong mắt hắn thậm chí tách khỏi đám tiểu bộ mặt cả một đoạn nhớ về những lời quy đã từng nói trong lòng hắn đột nhiên hiểu ra nhìn về hướng quy đang tiến tới một cái mặt nạ màu vàng rơi vào trong tầm nhìn của trần mộ chẳng lẽ một ý nghĩ cực 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 nhỏ xuất hiện thân hình của trần mộ nhất động tựa như một cánh ưng bắt đầu bổ nhào xuống tà quân đồng trên một trăm tia sáng màu đỏ từ tay của hắn bắn ra như một tầm lưới chụp về khoảng không phía trước của quy tiếng hét thảm thiết liên miên bất tuyệt bên tai mưa máu tươi rói, tia sáng đỏ rực như hồng sắc quang thúc tựa như một chiếc lược cào ra một con đường trước mặt Quy. Quy liếc mắt nhìn Trần Mộ, sự ăn ý của hai người trong chớp mắt không cần nói lời vô nghĩa, tốc độ của gã không giảm, thu hồi ánh mắt, Quy chầm chầm nhìn vào gã nam nhân đeo mặt nạ màu vàng. Quy, là Quy, hắn vẫn còn sống. Giọng đám thủ lĩnh bộ lạc kinh hoàng, Quy như làm ngơ, trong ánh mắt của gã chỉ có nam nhân đeo mặt nạ màu vàng bảo hộ vương đám hộ vệ kiệt lực hét lên nhưng lại đầy vẻ tuyệt vọng quý quý vẫn còn sống những tiếng kinh hoàng tự như ôn dịch lan tràn trong trận địa trở thành cọng cỏ cuối cùng trên lưng lạc đà chuyện vương đồ diệt toàn tộc của quy truy sát gã không là bí mật của vực ở vực mohadi các binh sĩ thông thường không nhận ra quy nhưng sức ảnh hưởng của việc quy giữ vị thế cường giả vô địch mười năm ở vực mohadi lại như khắc sâu trong lòng mỗi chiến sĩ ngay khi các thủ lĩnh bộ lạc hét lên tên của quy trong não của đám binh sĩ chỉ có một khái niệm duy nhất đó là chạy trốn lần đầu tiên quy lộ ra vẻ điên cuồng lần đầu tiên trần mộ thấy trên khuôn mặt vô cảm của quy lộ ra vẻ phẫn nộ và bi thương nữa thứ mà trần mộ cứ tưởng rằng không bao giờ xuất hiện trên người quy cơ chứ thấy quy vẻ như tiến nhập vào trạng thái điên cuồng trần mộ dừng bước lặng lẽ nhìn không biết vì đâu hắn hiểu được lúc này quy không cần được giúp đỡ gã chỉ cần không bị quấy nhiễu. Răng rắc, răng rắc, tiếng xương cốt vỡ rụng liên miên bất tuyệt. Quy tuyệt không sử dụng thư không kỹ, chỉ đơn thuần dùng sức của nắm tay. Gã cứ từng bước, từng bước tới gần, ánh mắt không có một ai khác, chỉ có một mình gã nam nhân đeo mặt nạm vàng. Không một hộ vệ nào có thể đỡ được một kích của gã, đám hộ vệ điên cuồng tuyệt vọng, không một ai có thể cản trở được gã. Gã cứ như vậy mà từng bước ép tới chỗ vương xung quanh vương không một ai nhưng y cũng không lui lại mà ngược lại trong ánh mắt y tràn ra vẻ cười cợt trước đây ta đã đoán ngươi khẳng định không chết vương cướp lời chết bởi tay ngươi thật là y nhìn về phía trần mộ nơi xa giọng có chút tiếc nuối một chút mất mát chỉ tiếc trước khi chết không thể giết tới liên bang ngươi là ai quy chầm chầm nhìn vương tựa như giả thú trong lòng giam gầm rú à vương cười nhẹ một tiếng tự tay xuất thủ hạ chiếc mặt nạ trên mặt một gã trung niên trông như một nhà học giả trên mặt treo một nụ cười lạnh nhạt và châm biếm nhìn không thấy nửa điểm kinh hoàng thần tình thả lỏng tựa như đang gặp bạn bè ngay cả trần mộ trong lòng cũng không khỏi nể phục ta là ai có quan trọng lắm không vẻ cười cợt trên mặt vương lại càng nặng vì đâu quy tựa hồ đã khôi phục bình tĩnh Gã lạnh nhạt hỏi À Ngươi là một thanh đao tốt Nhưng mà Lại không phải là tay chém của ta Vương như nửa cười như không Nắm tay của quỳ đột nhiên siết lại Vương lại cười nhẹ một tiếng Y đột nhiên quay người Hướng về phía trần mộ vẫy tay Trần mộ trong lòng Sự kính trọng tăng lên gấp bội Có thể ung dung trước cái chết như vậy Kẻ này thật sự là một nhân vật lợi hại Thấy đối phương vẫy tay với mình Hắn cũng không sợ thản nhiên hạ xuống ngươi từ liên bang đến cho ta hỏi ngươi một câu vẻ mặt của vương treo nụ cười lễ mạo ai trần mộ có chút tò mò hỏi y là đường hàm phái mỗi một câu nói cùng với câu nói trước đó tuyệt đối bất tương đồng mỗi câu trước đó có lạnh nhạt có trào phúng rất lễ độ rất ung dung nhưng đều khiến cho người nghe không thấy lộ ra nửa vẻ tình cảm nhưng năm chữ này trần mộ lại nghe được trong đó hàm chứa tình cảm trần mộ lúc này mới giật mình phát hiện gã nam nhân trước mắt này có vài phần giống như đường hàm phái vậy phải chăng ngươi là huynh đệ của ý trần mộ hỏi ta là ca ca của nó vương kiêu ngạo nói y vì cái thân phận mà kiêu ngạo y rất tốt hiện là hiệu trưởng của liên bang tổng hợp học phủ đệ nhất tạp tu của liên bang trần mộ tuy có thể đoán ra đại khái nhưng vẫn giật mình vương gật gật đầu mấy tên này không gợi lên một chút gợn sống trong lòng gã Trần Mộ bổ sung thêm một câu Ta là địch nhân của y Trong mắt vương đột nhiên lóe sáng Rất tốt Y quay người nửa cười nửa không nhìn Quy Ngươi động thủ hay để ta tự động thủ Quy một quyền Không liếc xuống thi thể dù chỉ một lần Gã chuyển thân rời đi Trên mặt đầy lệ Ở nơi xa bác neo thần tình ngây ngốc Nhìn một màn vừa rồi Tựa như tượng đá đứng tại đó Bất động Mặt bạc từng giọt từng giọt rơi xuống. Tạp đồ chương 609 Chiến thư Trần Mộ trở về Tin này giống như có cánh Nhanh chóng truyền khắp liên bang Các thế lực lớn lúc trước còn mơ ước kính sông của đông vệ Giờ nhanh chóng phản ứng Quân đội ở vùng biên giới gấp rút bị điều trở về Các nhân vật đầu não của các thế lực lớn thậm chí còn gửi lời chúc mừng trần mộ trở lại trần mộ mấy năm vừa rồi đi đấu đề tài này nhanh chóng trở thành chủ đề hấp dẫn nhất trên các đài truyền hình đối với việc này đông vệ không phát biểu bất luận ý kiến chính thức nào cả từ khi bắt đầu xuất hiện trong mắt mọi người trần mộ đã là một nhân vật đặc biệt thần bí bí ẩn của hắn vô số kể các chủ đề về hắn cũng chưa bao giờ dứt gần như cũng trong cùng ngày niềm tin của mọi người đối với đông vệ lập tức tăng như bão tố nhanh chóng lên tới giá trị cao nhất trong mấy năm gần đây các chi nhánh của đông vệ tự phát tổ chức các hoạt động lễ hội mừng trần mộ trở lại trần mộ là người sáng lập nên đông vệ hắn có thừa sức mạnh để nắm giữ đông vệ sự trở lại của y hỗ trợ cực lớn cho sự ổn định của đông vệ bọn họ bây giờ đã là một bộ phận của đông vệ tất phải hy vọng đông vệ càng ngày càng lớn mạnh sự trở lại của Trần Mộ đã giải quyết lo lắng lớn nhất trong lòng bọn họ. Trần Mộ mở to mắt. Ánh nắng sớm chiếu vào qua cửa sổ, ấm áp. Một buổi sáng yên tĩnh, sau khi kinh qua màn chém giết tanh mùi máu ở Bách Quyên, một buổi sớm ấm áp yên tĩnh như vậy, hắn cực quý trọng. Cứ như vậy nằm trên giường, lặng lặng hưởng thụ từng phần yên tĩnh, từng phần ấm áp. Tiếng gõ cửa lách cách vang lên, Hắn mở cửa, bên ngoài là Tô Lưu Triệt Nhu đang bưng đồ ăn sáng, cười yếu ớt. Cơm thôi. Nhìn vào nụ cười trên mặt nàng, tự đáy lòng trần mộ dường như có gì đó mềm mại, nhẹ nhàng, rung lên. Hắn không nén nổi, ngắm nhìn Tô Lưu Triệt Nhu. Da trắng, vái hồng, trang sức đơn giản, tóc dài, buông nhẹ, xòa xuống dưới lưng. Khuôn mặt tươi cười làm cho người người mê muội Tô Lưu Triệt Nhu nhạy cảm nhận ra sự để ý của Trần Mộ, một vệt hồng xấu hổ ở cổ hiện lên. Nhận ra mình thất lễ, Trần Mộ cũng không nén nổi đôi chút luống cuốn, vội vàng đỡ lấy bữa sáng trên tay Tô Lưu Triệt Nhu. Cảm ơn. Trần Mộ ngồi trước bàn, nghiêm túc ăn bữa sáng. Đây là thói quen từ sau khi ra khỏi Bách Quyên. Hắn đối với đồ ăn cực kỳ nghiêm túc. Thỉnh thoảng, hắn ngẩng đầu, lập tức thấy được Tô Lưu Triệt Nhu ngồi đối diện, nâng cầm, mỉm cười thỏa mãn, lặng lặng nhìn mình một cảm giác ấm áp khó tả từ trong lòng mọc lên. Trần Mộ đột nhiên cảm thấy, loại cảm giác này thật thoải mái. Trong bầu không khí ấm áp và thỏa mãn, Trần Mộ ăn xong buổi sáng. Tô Lưu Triệt Nhu dọn chén dĩa, hai người bắt đầu công việc bận rộn. Trần Mộ mấy năm không trở về, có rất nhiều thứ cần phải thích ứng trở lại. Mà Tô Lưu Triệt Nhu cũng là chủ một bộ, công việc hàng ngày cũng bề bộn. Ông chủ, ta tính về hưu tinh thần của bác neo dần dần khôi phục trở lại chỉ là thỉnh thoảng lộ ra vẻ tịch mịch tuổi già đã đến vương được tự tay bác neo mai táng lúc đó trần mộ mới biết gã nam nhân nhìn không thấu này hóa ra là lão đại trước kia của bác neo hắc vương thủ lĩnh đoàn tập tu hoa phù dung đen gã vẫn là một nhân vật đầy thần bí trần mộ trong lòng than thở hắn cảm thấy vận mệnh của bác neo thật là bất công cái chết của vương đối với bác neo là một đả kích cực lớn lão đối với đoạn cuộc sống trước ở đoàn tập tu hoa phù dung đen tràn đầy hoài niệm hiện nay lại trơ mắt nhìn lão đại ngày xưa chết ở trước mặt chính mình thế giới của lão gần như tan vỡ mà sau khi biết được đường hàm phái là đệ đệ của vương bác neo nhớ tới chuyện vương nhờ mình làm ra bản bút ký màu đen lúc đó lão mới hiểu vì sao lại thấy đấu pháp của đường hàm phái quen thuộc bác neo không hề trách cứu quy đổi lại là ai đều cũng sẽ làm như vậy mọi người ai mà chả có ân quán tình thù của riêng mình lão là người từng trải sao lại không rõ điểm này nhưng mà lão cũng không muốn chiến đấu cùng đường hàm phái đệ đệ của lão đại cũ một trong những đệ tử của lão lúc này lão mới bắt đầu xin ý nghĩ về hưu trần mộ cũng không biết nên làm thế nào để an ủi bác neo bác neo trọng tình nghĩa nếu không mấy năm nay cũng không tiến sức mà vì mình làm nhiều như vậy kêu lão đi chiến đấu cùng đường hàm phái. Cửa ải này trần mộ ngay cả chính mình cũng không qua được. Không nên suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt. Mấy năm nay, ông cũng không nghỉ ngơi một chút nào rồi. Không biết tại sao, mặc dù biết rõ cho bác nêu về hưu sẽ làm cho đông vệ tổn thất cực lớn, nhưng mà lúc này Trần Mộ lại thấy cực kỳ thoải mái, tựa như thế giới cũng rộng ra không ít. Trần Mộ đồng ý làm cho vẻ mặt của bác nêu lập tức thả lỏng không ít. Hai người nói chuyện phím. Này, về hưu ông muốn làm cái gì tạm thời còn chưa nghĩ ra chỉ là không muốn chém chém giết giết <laughs> xem ra ta thật sự già rồi trồng hoa trồng cỏ có muốn ta tặng cho ông một cái nhà vườn không <laughs> thôi đi cậu mặc dù là ông chủ nhưng cũng chẳng khác một kẻ nhà quê ta đoán nhà vườn trồng thế nào cậu cũng chả biết <laughs> rời khỏi chỗ bác Nèo, tâm tình của trần mộ không hề nặng nề mà ngược lại thoải mái không ít nếu con người thật sự có số mệnh không có cách nào thay đổi nó nhưng ít nhất có thể thay đổi được tâm tình của chính mình khi đối mặt với nó hắn đột nhiên cảm giác được bác Nèo làm như vậy rất tốt trần mộ và quy hai người ngồi ở trên khán đài trong sân trên thảm cỏ tiểu bô mặt ở giữa mồ hôi như mưa liều mạng huấn luyện Người cảm giác thế nào? Trần Mộ hơi lo lắng hỏi Quy. Tâm tình của người sau khi báo được đại thù rất hiếm người hiểu. Quy là người không lộ tình cảm ra ngoài, làm cho người ta rất khó đoán. Quy mặt không chút thay đổi. Rất tốt. Thực sự tốt. Trần Mộ thăm dò một chút, càng cẩn thận hơn hỏi. Quy quay sang nhìn Trần Mộ không nói một lời, khiến cho trong lòng Trần Mộ hơi sợ hãi. Chúng ta đối luyện. Bỏ lại một câu, Quy dẫn đầu nhảy vào trường đấu. Trần Mộ vẻ mặt đau khổ nhảy xuống theo, trong lòng lại thở dài một hơi. Hắn không muốn mất Quy. Người này ngay từ lúc đầu đã ủng hộ hắn vô điều kiện. Vừa như sư phụ, lại như huynh đệ của chính mình. Chỉ là đau đớn trên da thịt. Vẻ cười khổ trên mặt hắn lập tức càng đậm. Trong nhà lôi tử, Lam Phong vừa thu dọn tàn cuộc, vừa nhìn hai người uống tới say mềm, chỉ biết lắc đầu, uống thành phần lưu thủy cái loại nhẹ như vậy mà còn có thể thành bộ dạng này tủ lượng của hai cái gã này thật đúng là đầu đầu gỗ <laughs> còn nhớ chuyện chúng ta làm tạp ảnh không lôi tử đầu lưỡi rõ ràng đã liếu lại lấp ba lấp bắp mở to con mắt say sưa mênh mông lờ đờ trần mộ hai má đỏ rực động tác loạn quạng như con rối miệng thì thầm Nh nhớ nhớ chứ chúng ta còn còn ở trong trường học và, và đánh người một trận <laughs> không sai lôi tử mở to mắt say lờ đờ lẩm bẩm ta bây giờ đối với cái gã tổng đạo diễn kia một chút cũng không hận hận tần mộ ánh mắt ngỡ ngàng dáng điệu thơ ngay lắc đầu ta ai cũng không hận này gỗ ừ chúng ta lúc lúc nào làm bộ tập ảnh kia cho xong đi mới làm được một nửa đấy được tiếng hai người dần dần nhỏ đi rất nhanh tiếng ngáy kế tiếp một tháng tĩnh lặng đã qua đông vệ ngoài dự đoán của mọi người không làm ra bất luận động tác gì trong khoảng thời gian này thế cục của liên bang cũng đặc biệt yên lặng chiến đấu giữa các thế lực lớn cũng đạt tới mức thấp nhất trong mấy năm gần đây tôi không đồng ý khương lương tổ gân mặt đỏ mà những người khác sắc mặt đều khó coi đồng loạt lắc đầu đây là phương pháp tốt nhất trần mộ mỉm cười giải thích tin lão bác neo về hưu còn chưa truyền ra ngoài kẻ địch còn không biết khả năng thành công của phương pháp này rất cao chuyện này đối với ngài quá nguy hiểm thứ lỗi ta không có cách nào đồng ý với phương án này khương lương rất kiên quyết lắc đầu trần mộ nhìn vào khương lương bình tĩnh nói lão bác neo về hưu trong số những người chúng ta ở đây am hiểu nhất về chỉ huy là ngươi Vậy thử tính xem Ngươi có nắm chắc chống lại đường hàm phái không Giọng của Khương Lương bị nghẹn lại Mấy năm nay gã có tiến bộ cực lớn Nhưng mà gã vẫn không thể Không thừa nhận So với đường hàm phái con cưng của trời Gã vẫn như cũ kém một chút Với lại khi bác nêu về hưu Hắn cần phải tăng phòng Thủ ở căn cứ khe núi lớn Ngươi còn trẻ Qua vài năm nữa Ngươi có thể cùng ý tranh cao thấp một phen Nhưng bây giờ ngươi không bằng ý Trần mộ than nhẹ một tiếng mà vấn đề là chúng ta không có thời gian một khi tin tức lão bác neo về hưu truyền ra ngoài chúng ta có thể rơi vào tình thế rất bất lợi người chung quanh im lặng không nói bọn họ đều rõ ràng trần mộ không sai tất cả thế lực đối với đông vệ kiên kỵ nhất chính là bác neo một người chỉ huy cực giỏi bất kể là hành không xuất thế như đường hàm phái hay túc hắc minh nghịch thiên xảo trá lạnh lùng khắc bạc kể cả đệ nhất chiến thuật liên bang Russo, đối với gã sói này đều tràn đầy kiên kỵ. Một khi tin bác neo nghỉ hưu lan ra, hoàn cảnh của đông vệ sẽ rất nguy hiểm. Trần mộ cũng có những trận thành công, nhưng so với bác neo thì còn kém vài cấp. Mạc Doanh không cần lo lắng, càng lúc thực lực của Mạc Doanh suy yếu càng mạnh. Thành phần lực lượng của bọn họ quá tạp, không bình tướng nổi thì nhất định sẽ phát sinh nội đấu. Mấy nhà khác tự bảo vệ mình có thừa, nhưng trong ngắn hạn cũng không có cửa bành trướng, chỉ có đường hàm phái mới là nguy hiếp lớn nhất của chúng ta. Chưa chắc y sẽ đáp ứng. Lôi tử nói, đối với phương án của Trần Mộ, gã cũng cực kỳ không tán thành. Hắn nhất định sẽ đáp ứng. Trần Mộ cười cười, giọng chém đinh chặt sắt. Trong khoảng thời gian này, liên bang có thể nói là tin tức phong vân liên miên bất tuyệt, mà tất cả đều quan hệ tới một người, ấy là Trần Mộ ở Đông Vệ. Một tháng trước, chuyện y đột ngột trở về đã chấn động liên bang, nhưng vào hôm nay, Đông vệ lại tổ chức họp báo tuyên bố tin tức, trước vô số hãng truyền thông, chính miệng y ném ra một khối thuốc nổ cực nặng. Một lá chiến thư. Một chiến thư gửi tới đường hàm phái, Trần Mộ khiêu chiến đường hàm phái. Tin tức này chỉ trong 30 phút ngắn ngủi truyền khắp toàn bộ liên bang. Hiệu suất khác thường như thế trong lịch sử liên bang chưa bao giờ từng xuất hiện. Nội dung chiến thư không hề phức tạp, Trần Mộ thách đấu đường hàm phái, hẹn nửa năm sau quyết chiến, địa điểm do đường hàm phái chọn lựa bây giờ trong quần hùng cũng là trong toàn liên bang đều công nhận hai thế lực lớn mạnh nhất một chính là liên bang tổng hợp học phủ một cự đầu truyền thống và một thế lực khác là đông vệ vừa đột nhiên quật khởi địa vị của hai người trong thế lực của mình cũng cực kỳ tương tự đường hàm phái là người lãnh đạo liên bang tổng hợp học phủ cũng là thống lĩnh tinh thần của liên bang tổng hợp học phủ còn trần mộ sáng lập đông vệ cũng giống như vậy nghiễm nhiên khỏi cần là thủ lĩnh tinh thần của đông vệ Bây giờ hai người này lại muốn dựng nên một trận quyết đấu đỉnh phong Vậy trong lúc đó thực sự là có quá nhiều thứ gửi gắm Trần Mộ là đệ tử của Caesar Ân hoán của Sisa và liên bang tổng hợp học phủ, mọi người ở đây đều biết, với là kết quả quyết của hai người cũng trực tiếp ảnh hưởng tới lối đi của liên bang sau này. Năm xưa, đường hàm phái cô đọc một mình khiêu chiến phủ chủ của Trung Đạt Thư Phủ, kẻ đã làm kéo một màn vân vũ trên liên bang, có được uy tín cá nhân cao nhất cũng trở thành tạp tu nổi danh nhất liên bang. Phản ứng đầu tiên của rất nhiều người là Trần Mộ điên rồi, đông về điên rồi, tin giả. Nhưng một giờ sau, liên bang tổng hợp học phủ lại tổ chức họp báo đưa tin. Đường hàm phái chính miệng tiếp nhận chiến thư, hẹn nửa năm sau, ở thành phố La đổ nét. Chương 610 Khúc dạo đầu Hề Bình đi trước dẫn đường, Trần Mộ tò mò nhìn khắp bốn phía xung quanh, trong thời gian hắn rời khỏi đông vệ đã thay đổi rất lớn nhiều chỗ đều là về sau mới được thành lập cánh cửa bằng hợp kim khổng lồ mở ra đường đi rõ ràng có phần xuống dốc dưới đất sao tần mộ tò mò hỏi hề bình cười ha hả giọng nói mang theo vài phần cảm khái ừ đây là một nhà kho dưới lòng đất dùng để lưu trữ một số ít tài liệu quý giá ngoài ra ngoài ta ra chỉ có alphonso biết trước kia ông chủ ngài chẳng phải thường xuyên kêu thiếu hụt vật liệu sao giờ đông về chúng ta vẫn còn chút ít nguyên liệu đây những nguyên liệu vật này đều được ta thông qua đủ các cách sưu tập ban đầu cho rằng nó sẽ vĩnh viễn được niêm phong trong kho giờ rốt cuộc cũng có thể phát huy tác dụng thật khiến cho người ta cao hứng trần mộ không biết nên nói gì trong lòng tràn ngập ấm áp đi được khoảng 10 phút độ sâu của nhà kho dưới lòng đất đã khiến trần mộ thoáng giật mình đến rồi Hệ Bình đến trước cửa lớn của nhà kho, nhập mật mã. Cửa chính không một tiếng động mở rộng. Trần Mộ đi sát theo Hệ Bình tiến vào. Vô số giá bằng sắt xếp hàng dọc. Trên giá bày đủ loại chai lọ đếm không xuể, khiến Trần Mộ ngay người tại chỗ. Tại cửa đông vệ học phủ, An mang theo một đám người sốt ruột chờ đợi. Bên cạnh gã, một đệ tử khuất trong bóng tối, khe khẽ nói nhỏ. Hôm nay có ai tới vậy? sao lại làm rùm beng lớn như vậy không biết nữa hiệu trưởng tự mình dẫn người đi ra trước giờ chưa bao giờ thấy không thể nào các cậu nhìn xem nhữ thu đại nhân tới lan xê đại sư cũng tới các cậu đoán thử xem có thể nào là lúc này một đệ tử ở bên cạnh vội vàng nhắc bọn họ đừng nói chuyện nữa đến rồi kìa tất cả đám đệ tử vội vàng ngừng bàn tán tò mò nhìn lại tiên sinh alfonso không chờ được từ trong đám người lao ra đi theo sau y là nhữ thu nàng hai mắt rưng rưng nước nở khóc tiên sinh các đệ tử phía sau xôn xao tiên sinh trong đông vệ có thể khiến cho alfonso gọi là tiên sinh chỉ có một người mà có thể khiến cho nhữ thu gọi là tiên sinh cũng chỉ có một người đám đệ tử vừa tò mò vừa sùng bái ngắm nhìn trần mộ vóc dáng y không cao tướng mạo cũng chẳng hề anh tuấn nhìn qua ôn hòa chẳng khác gì một người bình thường rất nhiều đệ tử không nén nổi thất vọng chẳng lẽ người này là truyền kỳ trong đông vệ hay sao ngày cuối cùng cũng đã về rồi ngày cuối cùng cũng đã về rồi tuổi đã quá trung niên nhưng alfonso tựa như một đứa trẻ nhữ thu thậm chí khóc tới mặt đầy nước mắt trần mộ sống mũi cũng cảm thấy cay cay nhưng hắn vẫn ráng nhịn cười nói được rồi được rồi chẳng lẽ các ngươi không ngại mọi người nhìn hay sao alfonso lúc này mới cảm thấy ngượng ngùng lao hai hàng nước mắt dần dần khôi phục thái độ bình thường y bỗng nhiên vỗ vỗ đầu kéo trần mộ tới trước mặt một lão nhân khoảng sắp xỉ sáu mươi tuổi giới thiệu vị này chính là lăng đại sư là người chế ra vĩnh viễn chi dạ hai chữ đại sư thật không dám nhận lăng khiêm tốn cười nói ta cũng theo bọn họ gọi ngài là tiên sinh đi mấy năm gần đây ta luôn nghiên cứu hợp tính toán mà tiên sinh lưu lại ngài thực khiến ta vô cùng kính nể trần mộ cũng giật mình không nghĩ tới người này lại là chế tạp, đại sư. Về tấm vĩnh viễn chi dạ trong tay, hắn sớm đã cảm thấy kính phục đối với người đã chế tạo ra nó. Không ngờ, Lance lại ở đông vệ. Hắn vội vàng nói, Ngài quá khen rồi, so với trình độ của Ngài ta còn kém xa lắm. Lance cười sang sảng Coi người là thầy không tính tuổi tác. Nói xong, lão giơ tay ra mời, Chúng ta vào trong uống một ly trà thôi. Đang lúc ta có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo tiên sinh đây. Trước đây không tìm được người để hỏi Giờ bị ta bắt được Dù thế nào cũng không thể thả ngài được <laughs> Mọi người đều bật cười Đi vào trong trường Alfonso ghé tới bên tay Trần Mộ Nhỏ giọng ha hả cười nói Lão là do chúng ta đoạt từ Pháp Á Trần Mộ âm thầm giơ ngón tay cái Alfonso lại cười ha hả vẻ mặt đắc ý Nhữ thu đi theo phía sau hai người Không kìm nổi nở một nụ cười Phong quay người sang vẻ đắc ý trên khuôn mặt đã biến mất thay vào đó là thái độ trịnh trọng tiên sinh trình độ chế tạp của chúng ta hiện tại trong toàn bộ liên bang cũng có thể coi như trong top đầu chúng ta đã thu nạp rất nhiều chế tập sư xuất sắc đại đa số chế tập sư tại sương nguyệt hàng châu đều bị chúng ta thu nạp đa số chế tập sư của pháp á cũng tới chỗ chúng ta tìm nơi nương tựa trên phương diện chế tạp ngoài trung đạt thư phủ giờ đây chúng ta không hề thua kém bất cứ thế lực nào phương diện tạp giới càng không ai so sánh được với chúng ta hợp tính toán của tiên sinh mấy năm gần đây đều không ngừng vận hành chúng ta thu được hàng loạt kết cấu năng lượng tỉ mỹ. trên phương diện này chúng ta đã vượt xa những người khác rồi tiên sinh bất luận ra sao chúng ta đều sẽ giúp ngài đánh một trận Alfonso một lời như chém đinh chặt sắt toàn bộ chế tập sư cao cấp chuyên gia tạp giới trong một ngày ngắn ngủi đều tập hợp tại đông vệ học phủ theo lệnh hội nghị liên hợp tối cao của đông vệ hạng mục nghiên cứu mũi nhọn lớn nhất từ trước tới nay của đông vệ chính thức khởi động trung đạt thư phủ giải yến bạch và tào chính thu hai người uống rượu ăn lạc hai người đều xuất thân nghèo khổ đồ ăn thức nhấm này là thứ cả hai ưa thích nhất đông vệ hùng tâm thật không nhỏ tào chính thu vừa uống rượu vừa nói xem ra bọn họ dự định dùng toàn bộ lực lượng để giúp trần mộ chế tạo một tấm tạp phiến điều này cũng rất bình thường Giải yến bạch tập trung tinh thần diệt đám củ lạc trong bát chẳng buồn ngẩng đầu lên không trần mộ đông vệ có thể nhanh chóng tiêu vong ông nhìn đường hàm phái xem y căn bản không thèm đi đánh đông vệ ngược lại còn mặc cho nó phát triển y chắc đã đoán được trần mộ vắng mặt đông vệ phát triển càng lớn mạnh thì thời điểm tan ra cũng càng gần đúng vậy người nói xem trên đời này sao lại có một tên quái vật như đường hàm phái nhỉ tào chính thu lắc lắc đầu Quái vật? Ừ, có lý. Tuy nhiên nếu nói quái vật, ta cảm thấy tên Trần Mộ càng giống hơn. Giải Yến Bạch ngừng đũa, khuôn mặt lộ vẻ trầm tư. Lần đầu ta gặp Trần Mộ, thực lực của hắn thấp tới mức thảm thường, độ ngũ suy nhược. <laughs> sau này thì sao? Hắn khiến cho toàn bộ liên bang đều choáng váng. Đường hàng phái sao? Vẫn rất bình thường. Y là một kẻ trăm năm hiếm gặp. Đệ tử của hiệu trưởng liên bang tổng hợp học phủ có nền móng như thế. Y đi lên cũng chẳng có gì bất ngờ nhưng ông nhìn lại trần mộ xem hắn từ đâu chui ra một đứa trẻ mồ côi trong một khu phố nghèo thậm chí còn chưa từng được học chính thức dựa vào việc chế tạo năng lượng tạp một sao mà sống qua ngày không tài sản không ai giúp đỡ trừ tấm tạp phiến truyền thừa của rosenberg ra hắn cái gì cũng không có vậy mà tại sao có thể tạo nên một đống vệ ngay cả một tên hung ác như túc hắc minh cũng không làm gì được hắn còn không phải quái vật quái vật đúng là một tên quái vật tào chính thu chép miệng <laughs> sao không nói toạc ra ai thắng thì phong làm thiên hạ để nhất yêu đi nhỉ ha <laughs> giải yến bạch cười ầm lên một lát sau gã hỏi trận chiến này ông xem trọng ai khó nói tào chính thu đặt chén rượu xuống vẻ mặt hoang mang ta luôn cảm thấy không hiểu nổi trần mộ sao dám khiêu chiến đường hàm phái mấy năm trước mặc dù thực lực trần mộ không kém nhưng hiển nhiên chưa đạt tới trình độ của đường hàm phái chẳng lẽ mấy năm gần đây thực lực của hắn tăng mạnh sao? Nhưng cũng không thể không nói, danh hiệu để nhất đường hàm phái đã ngồi lâu như vậy mà chẳng ai dám dễ dàng dẫm lên. Hơn nữa đông vệ giờ đang phát triển tốt đẹp, thủ hạ bình tình tướng cường, không nên đánh trực diện với đường hàm phái mới đúng. Ta cũng cảm thấy điểm này thật kỳ lạ, giải yến bạch khuôn mặt lộ vẻ nghiêm túc. Với tính cách của Trần Mộ, hắn hẳn sẽ không làm vậy mới đúng. Hai người nhất thời đều lâm vào trầm tư. tinh viện rousseau ngồi trước một nồi lẩu đang sôi sùng sục gã không chút hình tượng hút hút đầu cá ở bên cạnh gã nick mặc một bộ áo ngủ hình gấu nhỏ mệt mỏi ngáp thanh thanh mặc một bộ quần áo trắng ngần yên lặng ngồi đối diện với rousseau đồng vệ xảy ra chuyện rồi rousseau vừa hút sột soạt vừa thờ ơ nói xảy ra chuyện gì thanh thanh lộ vẻ không hiểu Russo tiện tay quăng cái đầu cá đã bị hút hết đi tùy tiện tìm một cái túi thủng, lao lao bằng tay dính đầy mỡ, miệng vẫn nói. Đông vệ mạnh, nhưng mạnh ở chỗ nào? Chỉ vài phương diện như tạp giới, người lãnh đạo giỏi giang như bác nêu, kinh tế phát triển tốt. Về mặt tạp giới, đây là cơ sở do Trần Mộ năm đó để lại trong thời gian ngắn không ai dao động được. Về mặt kinh tế, từ tình báo của chúng ta, có thể thấy kinh tế của đông vệ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Trạng thái phát triển thậm chí so với chúng ta còn tốt hơn. Vậy cũng chỉ còn có bác Neil. Có lẽ bác Neil xảy ra chuyện rồi. Russo như liên tưởng tới một chuyện đáng sợ nhất, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc nói. Chẳng lẽ tầng mộ quịch lương của bác Neil? Thanh Thanh vẫn ngồi đó, ung dung như thường, nhưng mí mắt lại khẽ giật một cái. Nàng cố nhịn cái ham muốn xong tới đập tên béo đáng chết kia một trận, hỏi. Nếu như vậy, đường hàm phái có thể nhìn ra không? Russo cười ha hả, lười biếng nói. Đường hàm phái đương nhiên nhìn ra được. Tuy nhiên đừng quên, đông vệ ngoài con sói bác nêu ra còn người khác. Người này tiềm năng rất mạnh, ta cũng rất coi trọng y. Khả năng chỉ huy Trần Mộ cũng có. Hai bên đụng độ, dù là đường hàm phái tự mình chỉ huy liên bang tổng hợp học phủ, cũng không thể nào rút lui mà không bị chút thương thế nào. Khối xương cứng đông vệ này muốn gặm, chỉ sợ phải đền vài cái răng. Thanh Thanh lộ vẻ suy tư. Đường hàm phái tất nhiên đồng ý đơn đấu. <laughs> Gã là ai chứ? Thiên hạ để nhất cơ mà chẳng lẽ lại không chút tin tưởng vào bản thân gã chỉ cần giết trần mộ cái khối xương cứng đông vệ sẽ lập tức biến giòn gặm xuống răng rắc răng rắc dễ dàng như ăn một miếng bánh quy thôi lại nói tới mặt khác cô quên vị trí hiệu trưởng đường hàm phái làm sao mà ngồi lên rồi hả nếu gã trốn không đánh <laughs> Russo nói năng thoải mái như vậy nhưng từng lời từng lời đều chỉ trúng những chỗ quan trọng thành thành ánh mắt nhìn về phương xa trong lòng thoải mái trong vườn hoa, một ông lão và một người chừng 30 tuổi. Cho dù là chiếc ghế dựa bình thường, người trẻ tuổi cũng ngồi ngay ngắn cẩn thận. Bộ quân phục phẳng phiêu, khí khái anh hùng bừng bừng. Nhưng lúc này gã lại cao mài, vẻ mặt buồn rầu. Lão nhân ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm chiếc xẻng nhỏ. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Khương Lương, thần sắc rầu rĩ. Bác Neo cười. Lão đứng dậy tới ngồi cạnh Khương Lương. Sao vậy? Sống tại căn cứ quá gian khổ. Chịu không nổi nữa à? Khương Lương lắc đầu. Ta không đồng ý với phương án của ông chủ. Quá nguy hiểm. Với lại ông chủ đánh với đường hàm phái, phần thắng cũng không lớn. <laughs> Còn gì nữa không? Bác Nèo nhướng nhướng mày. Người cảm thấy mình rất vô dụng, đúng không? Nếu người lợi hại hơn ông chủ, cũng không cần dùng nước cờ mạo hiểm này. Khương Lương im lặng không nói. Hiển nhiên những lời này đã nói trúng tâm tư. Muốn phát triển, cần có thời gian. Bác Nèo nhẹ nhàng thở dài nói người phải kiên nhẫn, hơn nữa phải tin tưởng ông chủ. Nhưng mà bác nèo ngắt lời Khương Lương. Người hẳn còn không biết chuyện mấy năm qua của ông chủ, ông chủ nói, hắn gần như ngày ngày đều chiến đấu, ngủ cũng không dám ngủ sâu, ta nhìn những vết thương trên người hắn cũng có thể đoán được hắn sống ra sao. Khương Lương ngẩn người, hiển nhiên không biết chuyện này. Nếu là so thắng bại, ta sẽ theo phe Đường Hàm phái, nhưng nếu luận sinh tử, ta sẽ chọn bên ông chủ. Bác Nèo thản nhiên nói, đường hàm phái là cục cưng của ông trời, thiên hạ đệ nhất, nhưng y lại quá mạnh, mạnh tới mức gần như ít người có thể làm đối thủ. Sau lưng y là liên bang tổng hợp học phủ, không cần y tốn hơi phí sức chạy ra tiền tuyến ẩu đả, kinh nghiệm chiến đấu của y quá ít. Vào thời kỳ mà vô tập lưu hưng thịnh, nghe nói có rất nhiều đạo quán, bọn họ truyền thụ tài nghệ, môn hạ đệ tử vô số. Bác Nèo chuyển chủ đề, nói về một chuyện chẳng chút liên hệ. Sư phụ của những đạo quán này, người nào cũng mạnh mẽ vô cùng, nhất là những đạo quán có lịch sử lâu đời, một số sư phụ trong bọn họ luyện tập từ nhỏ, vài chục năm như một ngày, chưa từng bước ra khỏi cửa, tâm không vướng bận, thêm vào thiên phú cực cao, thường hay sáng tạo ra rất nhiều kỹ xảo cao thâm. Nhưng về sau, loạn lạc xảy ra, đám sư phụ thực lực cường đại này lại chẳng ai sống sót. Thi đấu thể thao với sinh tử chiến là hai chuyện khác nhau. Bác Nèo nhẹ nhàng bỏ lại một câu Lần này chỉ có sinh tử Không có thắng bại Khương Lương ngây người Nhìn đệ tử đắc ý của mình Bác Nèo chú tâm dạy dỗ Ông chủ lựa chọn như vậy Là đem tất cả ưu thế của mình dùng tới Đây không phải là sở trường của đường hàm phái Dùng sở trường đánh vào sở đoán Không phải là phương pháp dụng binh cơ bản nhất của chúng ta sao Với lại nếu ông chủ thắng Địa vị bá chủ liệu ai có thể lay chuyển được Nói xong, lão xoay người. Biết mình không đủ mạnh, vậy tốt hơn là cố gắng lên, không cần sợ thua. Một chỉ huy luôn luôn đi ra từ trong chiến đấu. Được rồi, người nên làm gì thì làm đi. Sau này những chuyện chém chém giết giết này đừng đem tới làm phiền ta. Khương Lương ánh mắt khôi phục vẻ tươi sáng, nghiêm nghị thi lễ với bác Nèo rồi mới xoay người rời khỏi. Đến khi Khương Lương đi xa, bác Nèo mới ngừng tay, thở dài một tiếng, khuôn mặt càng lúc càng lộ vẻ già nua già rồi. Ta quả nhiên đã già rồi. Nhìn khu vườn đầy hoa, cánh tay lão nhẹ nhàng vuốt ve tấm huyển tạp treo trên cổ. Cecilia, nàng đã từng nói, nàng muốn cùng ta già đi, cùng nhau trồng một khu vườn hoa thật lớn mà. Nước mắt từ từ chảy xuống trong yên lặng. Tạp đồ chương 611, Đại kết cục. Nửa năm sau, tại thành phố Las hoang tàn, thành thị sầm uất khi xưa nay đã chỉ còn là một đống đổ nát. Vài năm trôi qua, nơi này sớm đã cỏ mọc tràn lan, trở thành thiên đường cho giả thú. Ngoại trừ thi thoảng, có những người còn sống sót trở lại nơi đây tưởng nhớ, nơi này chẳng còn một bóng người. Mấy năm trước, thành phố Las đã bị đường hàm phái nổ thành một đống đổ nát, Chuyện này khiến hình tượng người sáng của y cũng mất đi khá nhiều. Theo thời gian trôi qua, mọi người cũng đã dần dần quên lãng. Nhưng nửa năm trước, thành phố La hoang tàn bỗng được đường hàm phái tự mình chỉ định làm nơi quyết đấu. Lần thứ hai thu hút toàn bộ liên bang. Trong nửa năm này, liên bang đã khôi phục lại thời điểm trước khi có chiến tranh. Mọi thế lực đều yên ắng cẩn thận kiềm chế, mọi người đều khẩn trương trong ngóng với đủ loại tâm tình phức tạp đối với trận quyết đấu lần này. Ngày này cuối cùng cũng tới. Thiên hạ đệ nhất tập tu đường hàm phái đấu với đệ tử của si xà, Trần Mộ. Đây là trận đối chiến đỉnh cao của toàn liên bang. Ý nghĩa của nó không chỉ đơn thuần là quyết đấu giữa hai cường giả tập tu, nó sẽ quyết định toàn bộ xu thế của liên bang, quyết định sinh tử của vô số người, quyết định cuộc sống của mọi người sau này. Không cần dùng nhiều lời để miêu tả, ngày hôm nay toàn bộ mọi người trong các thành thị đều nghỉ phép đứng coi ngay trước quyển tập thu hình tất cả các kênh cũng chỉ phát trực tiếp duy nhất trận quyết đấu này các tập tu từ khắp các nơi đổ tới đều bị ngăn ở bên ngoài khu đổ nát đó ngay cả phóng viên các kênh truyền hình cũng không được phép tiến vào đội ngũ của đông vệ và liên bang tổng hợp học phủ đã bao vây toàn bộ khu vực này người của hai bên ngược lại chẳng hề có thái độ thù địch quá mức chuyện giữa hai thế lực này sẽ do người đứng đầu của bọn họ giải quyết. Việc bọn họ cần làm chỉ là đối mặt với những người muốn xâm lấn. Bên ngoài đủ loại tập tu lẫn lộn như vậy, ai biết có thể có sát thủ ẩn nấp hay không. Vì vậy, thành phố đổ nát là lại hình thành một cảnh tượng vô cùng quái dị. Vốn hai bên đáng lẽ ra phải như nước với lửa, lúc này ngược lại lại phối hợp kháng khích với nhau như hai đội ngũ anh em. Trần Mộ và Đường Hàm Phái, hai người bay trên không trung của thành thị đổ nát, khắp bầu trời cũng chỉ có hai người họ nhìn xuống đống đổ nát nghĩ lại thời gian ở thành phố Las này trần mộ không kìm nổi một chút xúc động ngày này rốt cuộc cũng tới đường hàm phái chậm rãi mở miệng vẻ mặt ung dung trước sau như một mang theo một nụ cười năm tháng dường như không thể lưu lại dấu vết khuôn mặt y so với lần trước trần mộ được thấy không hề thay đổi chút nào đúng vậy trần mộ vươn vai thoải mái nói Đường hàm phái hân thưởng nhìn Trần Mộ, thông thả nói. Từ lần đầu tiên thấy ngươi, ta đã biết sau này ngươi chắc chắn không phải là người bình thường. Tuy nhiên, xem ra ta vẫn đánh giá thấp tiềm lực của ngươi rồi. Lúc đó ta chỉ nghĩ, ngươi có thể trở thành một chế tạp đại sư mà thôi. Trần Mộ cũng cười nói, vậy cũng là ngươi coi trọng ta rồi. Có thể ta cũng không thành chế tạp đại sư được. Có thể sáng lập ra đông vệ, đã vượt xa một vị đại sư rồi. Đường hàm phái lắc đầu, cũng không nhất định nếu như không có Rosenberg đại sư ta cũng chẳng thể nào lập ra đồng vệ đường hàm phái lại lắc đầu lần nữa vẫn là bởi ngươi đổi lại là người khác cho dù có truyền thừa của Rosenberg cũng không thể sáng lập ra được đồng vệ nếu không ngoài tinh viện ra có thể đã có vài chi phái khác nữa của Heineven sang Van rồi Trần Mộ không muốn tiếp tục tranh luận nữa cười nói mấy cái này cũng không có gì Đường hàm phái cũng mỉm cười, chăm chú nhìn Trần Mộ, nghiêm túc nói. Si ra chọn lựa người làm đệ tử chính là vì người có thể tới khiêu chiến ta sao? Đúng vậy, người vẫn canh cánh trong lòng về chuyện của người. Trần Mộ cười nói. Đối diện với thiên hạ, đệ nhất đường hàm phái, hắn không ngờ lại chẳng có chút sợ hãi hay khẩn trương, mà ngược lại toàn thân buông lỏng, thoải mái nói chuyện. Hai người tựa như một đôi bạn thân đang tâm tình với nhau vậy. Thật khiến người ta vừa núi tiếc, vừa may mắn đường hàm phái cảm khái nói vậy là sao trần mộ tò mò hỏi lại đường hàng phái ánh mắt sâu thẳm giọng nói vang lên theo làn gió tiếc núi là cuộc đời này không thể giao thủ cùng si may mắn là si có được đệ tử là người trần mộ xem xét cẩn thận những lời này cảm thấy khí phách tràn ngập trong lòng không khỏi sửng sốt cười nói vậy chúng ta đừng nói nhảm nữa đường hàng phái tỏ vẻ tiếc núi Ta còn muốn nói chuyện thêm một lúc nữa." Vừa dứt lời, sắc mặt y đã nhanh chóng chuyển thành lạnh lùng, hờ hững, nhưng cũng đến lúc phải chiến rồi. Hai người đứng song song trên bầu trời, sát khí tỏa ra khắp bốn phía. Trong một căn phòng nhỏ tối om, tràn ngập mùi ẩm mốc, một ông lão ngồi trước màn hình, mái tóc y trắng xóa, khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt đục ngầu, thỉnh thoảng lại ho dữ dội. Mỗi lần ho, khóe miệng lão đều tràn ra một chút máu tươi, song ông lão lại chẳng hề quan tâm, chỉ chăm chú nhìn hai người trên màn hình. "Được, được, được." Ông lão lẩm bẩm, trong giọng nói tràn ngập vẻ vui mừng và tự hào. Lão già ho càng lúc càng dữ dội, máu tươi từ trong miệng vẩy lên người, lên cả màn hình, song ông lão lại chẳng để lộ ra chút đau đớn nào, cho dù có ho cũng không rời mắt khỏi màn hình. Tiếng ho khan của lão yếu dần, yếu dần đôi mắt cũng dần giãn ra, âm thanh dần dần tắt. Si già thân thể sớm đã hao tổn nghiêm trọng, giờ phút này đột ngột ra đi. Vị sát thần danh chấn liên bang này không ngờ lại chọn cách rời khỏi nhân gian như vậy. Mơ hồ có thể thấy được bóng dáng thiếu niên quật cường vì không muốn trở thành quân cờ mà ngang nhiên rời khỏi năm đó. Trên không trung của thành phố La, nó tên là Vương Ca. Giọng nói của đường hàm phái thật ôm nhu. Bên cạnh y một đứa trẻ như được điêu khắc bằng ngọc thạch lơ lửng trên không trung mút mút ngón tay mở tròn đôi mắt ngây thơ tò mò đánh giá trần mộ con rối chiến đấu năng lượng sao trần mộ ngạc nhiên đường hàm phái mỉm cười tạp phiến bảy sao vương ca con rối chiến đấu năng lượng không hề khiến trần mộ bất ngờ bởi đây là mặt mạnh của liên bang tổng hợp học phủ sau khi thấy đứa bé này hắn vẫn không khỏi kinh ngạc không phải bởi thân thể đứa bé này như hoàn toàn có thực mà là bởi trí năng. Con rối chiến đấu năng lượng lại có thể có trí năng. Đây là điều khiến hắn vạn lần không ngờ tới. Một con rối chiến đấu năng lượng lại có thể có suy nghĩ. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin được liên bang tổng hợp học phủ trên phương diện này lại nghiên cứu tới mức quyên thâm như vậy? Đôi mắt đen lấy như đá quý của vương ca xoay tròn, một hơi lạnh thấu xương dâng lên từ đáy lòng trần mộ. Vương ca, chơi với vị ca ca này một lát đi giọng nói của đường hàm phái ôm nhu như đang dỗ dành. Ê a, à, ê a, à. vương ca sắc mặt vui vẻ, vỗ tay rồi bỗng dưng biến mất tại chỗ. Tóc gái toàn thân trần mộ đột nhiên dựng lên, vô thức bay sang bên cạnh. Xét xét xét, ba tia điện bắn qua vị trí vừa rồi của hắn. Bỗng dáng đáng yêu của vương ca có thể thấy được mơ hồ giữa không trung. Một đòn không trúng, hắn dường như càng thêm vui vẻ. Vù, vù, tuy đã thân kinh bách chiến nhưng trần mộ vẫn không khỏi đổ mồ hôi lạnh mày là hắn luôn ở trạng thái linh thức nếu không vừa rồi có thể tránh được đòn kia hay không cũng rất khó nói trong thế giới linh thức trắng đen đan xen trái tim trần mộ bỗng nhiên đạp mạnh khí lưu tạp nhanh chóng phát động một chùm sáng đỏ nguy hiểm lại lao qua sát bên người hắn xa xa đường hàm phái vẫn ung dung vỗ tay khen thưởng lợi hại nó là năng lượng thể Đối với tất cả các phương thức công kích bằng năng lượng đều rất quen thuộc đó. Ngay lúc y nói, Trần Mộ lại đang thảm hại, né tránh sóng âm. Lưỡi đao ánh sáng, lưới điện, thân thể năng lượng này quả nhiên cực kỳ quen thuộc đối với mọi loại công kích bằng năng lượng. Đồng thời tần suất công kích như hạ bút thành văn, nhanh nhẹn, vượt xa hơn cực hạn của tập tu loài người. Không được, không thể cứ tiếp tục như vậy được. Trần Mộ lại một lần nữa mạo hiểm thoát khỏi năng lượng công kích của vương Ca từ người hắn rơi ra một chiếc hộp kim loại hình vuông đang lúc trần mộ dự định tiếp tục né tránh đòn tấn công trong tưởng tượng là chẳng hề tới nơi vương ca xuất hiện bên cạnh chiếc hộp kim loại tò mò đánh giá nó ồ đây là cái gì đường hàm phái cũng cảm thấy tò mò cơ hội trần mộ đôi mắt sáng ngời đường hàm phái lúc này cách hắn không xa vương ca lại vẫn đang dò xét cái hộp bằng kim loại tạp phiến con rối chiến đấu là một loại tạp phiến chiến đấu rất mạnh nó có thể tạo ra con rối chiến đấu bằng năng lượng với sức chiến đấu cường đại giúp tạp tu đánh bại kẻ thù con rối chiến đấu thường có tác dụng mạnh mẽ khó có thể đánh bại song tạp tu chủ tu loại tạp phiến này cũng không phải không có nhược điểm so với con rối chiến đấu rất mạnh mẽ thì tạp tu lại ít tu luyện bản thân nên yếu ớt hơn nhiều tiêu diệt tạp tu là cách thường dùng nhất để đối phó với con rối chiến đấu bằng năng lượng cũng là cách hiệu quả nhất trần mộ xoay mình một cái đánh về phía đường hàm phái Bỗng nhiên, mắt hắn hoa lên, Vương Ca đã lại xuất hiện trước mặt, khiến Trần Mộ không khỏi kinh ngạc, nhanh chóng lao sang một bên. Một lòng giam năng lượng lập tức xuất hiện ra tại vị trí vừa rồi của hắn. Trên khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu của nhóc Vương Ca đầy vẻ tức giận, hành động vừa rồi của Trần Mộ đã chọc giận nó. "A!" À, nó quơ quơ đôi tay nhỏ bé, dùng giọng non nớt tức giận hô lên. Xong so sánh ra, đòn tấn công của nó là tuyệt đối không hợp với hai chữ đáng yêu. Nếu để Trần Mộ dùng từ ngữ để hình dung, vậy chỉ có thể là bốn từ mưa giăng chớp giật. Năng lượng thể ôm um ôm um bắn tới như mưa, Trần Mộ không khỏi biến sắc, hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên trở nên mơ hồ, tựa như một con cá bơi ngược dòng, ra sức hướng về phía trước. Tà Quân Đồng, con mắt đỏ như máu xuất hiện trước mặt hắn, không đợi Vương Ca phản ứng, hắn đã lập tức sử dụng Kim Đồng Chức. Đồng tử vàng trong con mắt đỏ như máu lộ vẻ hờ hững, vô số chùm sáng vàng bắn về phía nhóc vương ca. Nhóc vương ca dường như rất hiếu kỳ đối với chùm sáng vàng này. Nó ngừng lại giữa không trung, tò mò đánh giá những tia sáng đó. Dường như không hề hay biết những tia sáng đó nguy hiểm ra sao. Chùm sáng vàng tựa như mũi châm đâm vào trong cơ thể nhóc vương ca. Không hề có chút phản ứng, tựa như ném một hòn đá vào trong hồ. Mặt hồ nhanh chóng khôi phục lại như bình thường. Ê a, ê a, ê a, nhóc vương ca vui vẻ kêu lên, đôi mắt đen lái mở to như được cho một món đồ chơi mới. Cơn ớn lạnh lúc này đã dâng tràn trong lòng Trần Mộ. Nhìn nhóc vương ca ngây thơ đáng yêu, song hắn càng lúc càng nhận thức rõ ràng sự đáng sợ của nó. <laughs> Ta quên nói cho người biết. Bất cứ loại công kích bằng năng lượng nào cũng không có hiệu quả đối với nhóc vương ca đâu. Hơn nữa, nó có thể phân tích đòn tấn công sau đó lặp lại y chang như của địch thủ. Thế nào? Trần Đại Sư, là một chế tạp sư ngài đánh giá tấm tạp phiến này một chút đi đường hàng phái nhàn nhã quan sát trần mộ đấu với vương ca buông lời trêu chọc gã vừa dứt lời trước người nhóc vương ca đã xuất hiện một con mắt màu máu rất lớn với đồng tử màu hoàng kim trong chốc lát kim quang đã lóe lên trần mộ không thể tránh kịp rơi vào đường cùng đành phát động kim đồng chức lần thứ hai âm hai đòn kim đồng chức đánh vào nhau ánh sáng vàng kim lóe lên trên không trung như mặt trời bị phá vỡ chiếu rọi khắp bầu trời những tập tu đứng xa nhìn lại cũng đồng thời ngạc nhiên kêu lên năng lượng ba động mãnh liệt như vậy khiến nhiều người thậm chí trong thời khắc này đã vô thức ngừng hết thở vụ nổ do hai vị cường giả cao cấp nhất chính diện giao phong đủ để hủy diệt cả nửa cái thành phố laas này mọi người đều không thể không đánh giá lại thực lực của trần mộ năm đó đường hàm phái và tiểu nguyên chiến đấu ở thành phố laas cũng không tạo thành quy thế như vậy nếu không đường hàm phái đã chẳng cần dùng tập phiến chiến tranh trực tiếp ra tay cũng có thể biến thành phố la thành đống đổ nát giữa bầu trời trần mộ dáng vẻ chật vật trang phục chiến đấu trên người chỉ còn lại có một nửa cách đó không xa nhóc vương ca mở to hai mắt đắc ý nở một nụ cười trước mặt đường hàm phái là một lòng năng lượng trong suốt tất cả công kích vừa rồi đều đã bị nó chắn lại đúng là một tên kinh khủng trần mộ nhìn nhóc vương ca ngây thơ so sánh với trạng thái thảm hại của mình nhấp vương ca là dễ dàng như uống nước thậm chí còn có thể tạo một lòng năng lượng cho đường hàm phái quả nhiên xứng đáng là con rối chiến đấu năng lượng khả năng vận dụng năng lượng của nó có lẽ là bản năng ngươi không biết ánh phá sao nếu biết có lẽ còn sức đánh một trận tà quân đồng là tạp phiến chùm ánh sáng mạnh nhất chống lại vương ca của ta sao lại chật vật như vậy chỉ tiếc là ngay cả túc hàng hạo cũng không biết chiêu này đường hàm phái ngạo nghễ nói ánh phá trần mộ không khỏi cười khổ hắn có thể lĩnh ngộ ra kim đồng chức đã là không tồi rồi ánh mắt đường hàm phái chuyển tới vết thương chằng dịch trên cơ thể trần mộ kinh ngạc nói khó trách người dám khiêu chiến ta hóa ra cũng có chỗ dựa không cần nương tay nữa chẳng lẽ đệ tử của si sa mà chỉ có chút vậy thôi à thân hình trần mộ khẽ động một chút đã xuất hiện bên cạnh vương ca nhóc vương ca vẫn mút mút ngón tay út bộ dáng ngơ ngác khiến người ta bật cười dường như không biết nguy hiểm đã gần tới cánh tay phải trần mộ đột nhiên cử động một cách kỳ lạ mỗi khối cơ bắp trên tay đột nhiên chấn động hưu một đạo đao khí rời tay bắn tới đao khí chém ra gần như trong suốt trông như một mảnh thủy tinh tiếng xé không khí của nó vang lên rất nhỏ nửa năm nay hư không kỹ của hắn lại gia tăng một bậc đao khí trong suốt như thủy tinh tạo thành vô số tàn ảnh dùng tốc độ mắt thường khó nắm bắt bắn về phía nhóc vương ca trần mộ thở hổn hển lần này để đảm bảo có thể đánh trúng nhóc vương ca có thể nói hắn đã dùng hết tất cả sức lực. Điểm này có thể nhìn ra từ tốc độ khủng bố của đạo đao khí. Đúng rồi, đao khí như một thanh cương đao rời vỏ, nhanh chóng cắt nhóc vương ca thành hai nửa. Tân mộ vừa nơi lỏng một hơi, con người lại đột nhiên co lại. Hai nửa của nhóc vương ca sáng lên rực rỡ, rồi nhanh chóng khôi phục như lúc đầu. Sao lại như vậy? Đường hàm phái cười nói. Vương ca là năng lượng thể, loại công kích này đối với nó căn bản vô hiệu. Ngươi không cần giấu giấu giếm giếm, không cần đoán ta cũng biết ngươi đang kéo dài thời gian. Sát chiều của ngươi hẳn trong cái hộp này. Ngón tay trắng trẻo thon thả của gã chỉ thẳng vào chiếc hộp kim loại đang lơ lửng. Trần mộ biến sắc. Vừa rồi năng lượng công kích vào mà nó lại không chút hao tổn, ngay cả vị trí cũng không thay đổi. Đường hàm phái ung dung nói. Ta biết đông vệ các ngươi am hiểu tạp giới, tập hợp lực lượng của toàn bộ đông vệ để làm ra, chắc chắn không phải vật phạm, ngươi kéo dài thời gian chắc cũng đủ rồi đó. Ta ngược lại, lại rất mong đợi đây. Đường hàm phái chỉ tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi có biết vì sao ta lại rất để ý tới ngươi không? Gã lẩm bẩm nói. Ngươi luôn có thể phá, cũ, tạo mới. Cho dù là chế tạo tạp phiến hay sáng tạo ra đông vệ đều là tạo mới cả. Phá vỡ trật tự cũ, ta rất thích. Tới đây đi. Đường hàm phái thẳng lưng lên, cả người như một thanh bảo kiếm xuất bào, hiểm lộ phong mang. Thân hình trần mộ lại đột nhiên gặp lại, bỗng dừng, lao xuống phía dưới. Ha ha ha, muốn chạy sao? Mí mắt đường hàng phái khẽ giật một cái, sát khí tỏa ra tứ phía. Lúc này cũng kém không nhiều lắm rồi, nếu đã không muốn đánh, vậy chết đi. Nhóc vương ca giơ đôi bàn tay trắng trẻo lên, trong không khí năng lượng ba động kinh người dần dần tạo ra như nước biển trào dân. Năng lượng ba động như làn sóng nước tận thế lan tỏa, từng đám mây bắt đầu tụ tập trên đỉnh đầu vương ca, trong chớp mắt cả thành phố la mây bay đầy trời sấm sét vang dội các tạp tu xa xa xung quanh đều ngây ngốc nhìn sắc mặt không còn chút máu quy thế như vậy tạp tu có thể làm được sao mặc dù đường hàng phái luôn nổi danh thiên hạ đệ nhất song sự cường đại của gã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người dưới quy thế của lực lượng như vậy người có lẽ sẽ cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến khiến người ta khó có thể nảy sinh ý định chống cự trần mộ không hề quay đầu lại hắn cũng không cần quay đầu lại. Năng lượng chấn động mãnh liệt trên bầu trời khiến mỗi tế bào trên người hắn đều không tự chủ mà trở nên rung rẩy. Tốc độ của hắn chẳng những không giảm, ngược lại còn tăng lên. Tiếng gió vù vù vang lên bên tai, hắn tựa như một ngôi sao băng từ trên bầu trời lao xuống mặt đất. Thoát được sao? Giọng nói của đường hàm phái hờ hững, kèm theo một chút khinh thường. Trần mộ quay đầu chạy trốn, khiến thiện cảm của y đối với trần mộ lập tức biến mất. Xong, ngay lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Đinh! Âm thanh trong trẻo vang lên, thậm chí lôi điện cuồn cuộn cũng không cách nào ngăn cản. Đường hàm phái không khỏi quay đầu lại nhìn, chiếc hộp kim loại đã biến mất. Nơi đó chỉ còn lại một hình cầu màu đen, tối đen tuyệt đối. Tựa như ở đó không gian đổ dồn thành một khối rồi tan biến thành hư vô. Đường hàm phái đột nhiên biến sắc, khuôn mặt nhóc vương ca cũng lộ vẻ đau đớn. TTT từng tia sét trên án mây điên cuồng đánh vào quả cầu tối cảnh tượng điện mang chi chích chen nhau tràn vào một quả cầu tối khiến người ta kinh hãi vô cùng. Quả cầu tối nhỏ nhỏ đó lại tựa như một quái thú tham lam ăn mãi không đủ no, khuôn mặt nhóc vương ca càng lúc càng lộ vẻ đau đớn, thân hình nó cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, nó quay người chạy, song cho dù cố gắng đến mấy cũng không thể chuyển động được chút nào. Vài giây sau, nhóc vương ca biến thành một chùm sáng rực rỡ cùng với những tia điện kia bay về phía quả cầu màu đen. Dường như quả cầu đó có lực hút đối với nó càng tới gần lực hút càng lớn. Sắc mặt đường hàm phái lần đầu tiên biến đổi, trở thành một màu tái nhợt. Chỉ trong nháy mắt, gã đã hiểu ra tác dụng của quả cầu màu đen này. Hấp thu năng lượng, nó có thể hấp thu tất cả năng lượng. Gã có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng tạp trong độ nghi của y đã bắt đầu rụt rịch không nghe theo gã sử dụng. Gã đột nhiên hiểu ra, trần mộ cũng chẳng phải muốn chạy trốn y, chỉ là không muốn ngã chết mà thôi đường hàm phái không chút do dự dùng hết toàn bộ cảm giác miễn cưỡng khống chế năng lượng trong độ nghi quay người bay xuống mặt đất trần mộ nhìn lên không trung món đồ chơi kia cũng chẳng phân biệt địch ta năng lượng trong độ nghi càng lúc càng hỗn loạn càng lúc càng khó khống chế may mà mặt đất lúc này đã cách hắn không xa với tốc độ này chết tiệt năng lượng trong độ nghi không thể khống chế được liên tiếp hóa thành từng đạo ánh sáng bay về phía quả cầu tối trần mộ kinh hãi không có năng lượng khí lưu tạp lập tức mất đi hiệu lực, hắn lại không có cách nào để chậm lại. Chết tiệt, hắn không nhịn được, lần thứ hai chửi lên. Lúc này, Trần Mộ chỉ còn cách mặt đất 50m, không còn cách nào khác, hai nắm đấm điên cuồng đấm xuống, từng đạo khí đạn bắn ra, hắn chỉ có thể mượn chút lực phản chấn như vậy. Giữa lúc sinh tử, hắn sử dụng hết mọi sức lực, đôi mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng gào thét, hai nắm đấm tạo thành hư ảnh, vô số đạn khí như viên ngọc bắn xuống Đống đổ nát phía dưới lúc này đã nổ thành vũng bùng ngay cả bùng cũng bị đánh văng ra bịch trần mộ nặng nề rơi xuống vũng bùng đầu óc ông lên một hồi lâu sau hắn mới ráng sức gượng dậy toàn thân gần như không còn chỗ nào nguyên vẹn hai cánh tay cũng sắp không cử động được nữa đây là di chứng sau khi sử dụng hư không kỹ hắn ráng sức bình tĩnh lại nhìn bốn phía xung quanh cuối cùng cũng vẫn sống vừa rồi thật đáng sợ ánh mắt hắn bỗng nhiên ngưng lại đường hàm phái cách đó không xa đường hàm phái khổ sở bước gã cũng tiếp đất an toàn khả năng khống chế cảm giác thật đáng sợ tuy nhiên lúc này đường hàm phái cũng đã phát hiện trần mộ y ngừng bước biết lúc này chạy trốn cũng vô ích năng lượng trong độ nghi của y đã bị hút sạch trần mộ mặc dù nhìn qua thảm hại hơn nhiều song vô tập lưu đã trở thành cộng rơm cứu mạng người thắng Đường hàm phái thần sắc bình tĩnh Ta chỉ muốn hỏi người một chuyện Cái hộp kia là gì Nhìn kỹ đường hàm phái trong một thoáng Trần mộ không do dự ra tay Đợi xác của đường hàm phái Ngã xuống mặt đất Hắn mới chậm rãi nói ra bốn chữ Lỗ đen năng lượng Cả thành phố La Hiện giờ đã trở nên hỗn loạn Các tập tu ngơ ngác phát hiện Tất cả năng lượng tạp trong độ nghi Đột nhiên không chịu khống chế Nhanh chóng biến mất lúc đó vô số tập tu ngã xuống từ trên bầu trời mà chết các tập tu khác cũng mất đi sức chiến đấu tập tu của đông vệ đã sớm có chuẩn bị bọn họ vốn học một ít kỹ xảo vô tập lưu dưới cục diện như vậy hoàn toàn chiếm ưu thế khi trần mộ đi ra từ trong đống đổ nét cả đông vệ reo hò mừng chiến thắng mọi người đều hiểu đại cục đã định truyện tạp đồ đến đây là kết thúc tịnh khẩu xin cảm ơn các bạn bá thiên bang đã thực hiện và hoàn thành câu chuyện các bạn phiên dịch và đánh máy cuối cùng tịnh khẩu cũng xin cảm ơn tất cả thính giả đã lắng nghe xin tạm biệt